vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 50. Ngục giam số 1, bóng dáng ba người từ hậu trạch vây công Sở Trần bỗng nhiên dừng lại, nhìn tín hiệu cầu viện từ bốn phương tám hướng dâng lên, từ hậu trạch trực tiếp ngây người. Xảy ra chuyện gì, đến tột cùng có bao nhiêu người lẻn vào Chiến Long đảo? Từ hậu trạch cúi đầu tức giận mắng, cửu huyền môn mẹ nó dốc toàn lực mà ra sao? Các ngươi, mau dẫn người trợ giúp, dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ hậu trạch trầm thấp mỏ, miệng, hắn đã thám dò rõ thực lực của thiếu chủ cửu huyền trước mắt này, thân pháp quỷ thần khó lường, lực lượng có chút khiếm khuyết, một mình hắn đủ để ứng phó. Việc cấp bách trước mắt là thế cục của toàn bộ Chiến Long đảo. Hai gã khí tức cảnh nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt Sở Trần mang theo mỉm cười, anh biết là đại quân hải tặc bắt đầu tấn công Chiến Long đảo. Nhìn tín hiệu cầu viện bốn phương tám hướng dâng lên, Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Từ Hậu Trạch, thanh âm tuyệt vời cờ nào a. Từ Hậu Trạch ánh mắt sát ý càng thêm sắc bén, người có từng nghe qua thanh âm của cái chết. Lực chú ý cả người Từ Hậu Trạch cũng hoàn toàn đặt ở trên người Sở Trần. Sát ý lan tràn, sau khi hai đặc phái viên khí tức cảnh rời đi, Từ Hậu Trạch không chú ý đến thế cục toàn bộ Chiến Long đảo nữa, hắn muốn chém giết người trước mắt này. Vèo, đao quang như điện, cắt qua không trung. Từ Hậu Trạch là một gã cao thủ dùng đao, đao pháp của hắn cũng vô cùng bá đạo, đao ý cực mạnh, thẩm thấu mà vào. Võ học thiên ngoại thiên mới là truyền thừa võ đạo thật sự. Từ Hậu Trạch thấy Sở Trần không dám chính diện nghênh kích, khóe miệng dương lên. Sở Trần cười nhạo, ngay cả lục địa thiên ngoại thiên cũng chưa có bước vào, cũng dám xưng võ đạo chính thống. Đôi mắt Từ Hậu Trạch toát ra khinh miệt, theo hắn thấy, Sở Trần không có tư cách hiểu. Ánh sáng đao bao phủ, thân thể Sở Trần nhảy lên cao, giơ tay lên, bốn phương tám hướng, binh khí rải rác trên mặt đất giống như được ban cho linh lực, nhào nhào bay lên, thanh thế mưa to dày đặc, đánh tới Từ Hậu Trạch. Từ Hậu Trạch một đao chém vỡ, sát khí đằng đằng, tà môn thuật mà thôi. Cách không thao túng vật, bùa trùng kích, Sở Trần cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn phản kích Từ Hậu Trạch. Vốn dưới sự vây công của ba đại khí tức cảnh, chỉ lựa chọn đọ sức tự bảo vệ mình, mà hiện tại, dưới tình huống một chọi một, Sở Trần khó tránh khỏi sinh ra suy nghĩ mới. Đánh bại hắn, có gì khó khăn? Đôi mắt Sở Trần hào quang lóe lên lướt qua. Anh một thân tuyệt học, tuyệt đối không thua gì Từ Hậu Trạch. Cửu huyền bí thuật, kinh thiên động địa. Cuộc đọ sức giữa hai đại cường giả hấp dẫn đông đảo ánh mắt, lúc này, chiến đấu trong ngục giam số 1 đã gần kết thúc, tin tức cầu viện bốn phương tám hướng khiến võ giả thiên ngoại thiên vô tình hiếu chiến, trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác phảng phất đã bị bao vây, liên tục thất bại, đã lui về phía sau rất xa. Những người trong ngục giam đã được giải cứu, Trạm Ngao tìm được phụ cha mình, cha toàn thân đều bị thương, hiển nhiên ở trong ngục giam bị đối đãi không phải người. Có điều may mắn. Giữ được tính mạng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giữ được tính mạng. Bao gồm cả ông nội của Trạm Ngao. Sau khi nghe được tin ông nội bị sát hại, hốc mắt Trạm Ngao đỏ lên, cả người run rẩy nhẹ, bà lão bên cạnh, càng gắt gao nắm chặt trong tay, thật lâu sau, chậm rãi run giọng mở miệng, ông nội con, ông ấy đi kiêu ngạo, ông ấy chết, đỏ là bởi vì, ông ấy bảo vệ tôn nghiêm Chiến Long đảo, ông ấy không muốn làm nô dịch. Ánh mắt Trạm Ngao rơi lệ. Hét lớn một tiếng, nhất định phải giết sạch đám súc sinh này. Đám võ giả Trạm thị lao ra. Võ giả thiên ngoại thiên đã tan tác tản đi khắp nơi. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trận quyết đấu đỉnh cao giữa Sở Trần và Từ Hậu Trạch. May có Sở Thiếu Hiệp, cửu huyền môn mãi là ân nhân của Chiến Long đảo. Sở Thiếu Hiệp nhất định có thể thắng. Người đi ra khỏi ngục giam không biết thân phận của Sở Trần. Đám người Trạm mục tư đương nhiên tận hết sức mở miệng giới thiệu Sở Trần với bọn họ, cùng với hành động tối nay. Không có lời đánh giá cao nào. Am, 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 bốn phương tám hướng, tiếng tín hiệu cầu viện còn vang lên. Nhưng võ giả thiên ngoại thiên khắp nơi trong Chiến Long đảo, tự lo không xong. Thuyền lớn lên đảo, Sở Hạo Trúc ôm lấy phu nhân Bối Uyển Thanh, nhảy xuống. Xa xa, đặc phái viên khí tức cảnh chạy tới, hơn nữa xuất lĩnh một đội ngũ thiên ngoại thiên. Giết, đặc phái viên này trước tiên xông về phía Sở Hạo Trúc. Thân ảnh Sở Hạo Trúc nghênh đón. Phung trưởng đánh tới, lực vô cùng mạnh, trong nháy mắt liền áp chế đặc phái viên khí tức cảnh đến không cách nào hoàn thủ. Giang Ánh Đào ỏ, xa xa nhìn thấy một màn này, đôi mắt chấn động. Cô tuy rằng đoán được thực lực của cha Sở Trần rất mạnh, nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền dùng thủ đoạn lôi đình thích hợp đông đảo thế lực hải tặc,
nhưng khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hạo Trúc ra tay, thật sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trên người ông. Quả nhiên là cha ưu tú không sinh ra con bình thường. Giang Ánh Đào cảm khái. Đồng thời, Giang Ánh Đào cũng nghĩ đến Sở Môn Tam Kiệt của Thiên Võng Điện cục đặc chiến. Sở thị, khiêm tốn đến giới võ giả hầu như không có danh tiếng của bọn họ, nhưng Giang Ánh Đào giờ phút này tổng hợp thực lực của bọn họ một chút, nhìn không được cảm khái, trên thế giới hiện nay, võ giả tông phái có thể địch lại Sở thị, chỉ sợ cũng chỉ có bốn đại tông phái kia thôi. Có một lão tiên sinh ở, đằng kia cũng rất lợi hại. Tư Đồ Tĩnh chỉ vào xa xa, một vị lão tiên sinh một thân trường bào tối màu, chống lại một đặc phái viên khác, khí định thần nhàn, dễ dàng vài chiêu liền áp chế đặc phái viên kia. Đó là Bối lão tiên sinh, ông ngoại của Sở Trần. Giang Ánh Đào mở miệng, con người không kiềm chế được khiếp sợ, cô biết Sở, phu nhân tay trói gà không chặt, ở trên thuyền nhìn thấy vị Bối lão tiên sinh này, Giang Ánh Đào cũng theo bản năng cho rằng Bối lão tiên sinh chỉ là người bình thường, nhưng giờ phút này, Bối lão tiên sinh bày ra thực lực, dĩ nhiên cũng là khí tức cảnh. Tư Đồ Tĩnh cảm thán, bối cảnh của Sở đội này, ai dám chọc hắn a? Trận chiến này đến rất đột ngột, rất nhanh lan tràn toàn bộ Chiến Long đảo. Ngục giam số 2 vèo, chủy thủ trong tay Liễu Như Nhạn cắt đứt cổ họng Hạng Nhiễm. Máu tươi chảy ra, thân thể Hạng Nhiễm cũng ầm ầm ngã xuống đất. Ngục giam số môn, thắng. Một tiếng hoan hô kích động vang vọng, Liễu Như Nhạn cũng không có dừng thân ảnh, váy đỏ lướt qua, vọt tới ngục giam số 1. Ngục giam số 3, đặc phái viên tức giận, hắn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, một thân thủ đoạn bùa đùa giỡn xoay quanh hắn. Hắn đối với công kích như vậy cực kỳ xa lạ, căn bản không có cách phá giải. Yêu đảo, đặc phái viên hét lớn, xông thẳng vào. Điều này cho Thiên Bảo đạo sĩ cơ hội thu hoạch thắng lợi. Thiên Bảo đạo sĩ lấy ra trấn hồn phù, mỉm cười, bùa uy lực cỏ chút lón, ngươi nhịn một chút. Ầm, trấn hồn phù trực tiếp nổ tung ở vị trí não đặc phái viên. Trong nháy mắt này, đặc phái viên có loại cảm giác toàn bộ đầu bị vô số cây tăm nhọn chọc trúng, cả người đau đớn run rẩy. A, ngược lại, ngục giam số 4, đẹp như tranh vẽ. Dưới cảnh chiến đấu đẫm máu, lại kèm theo một khúc nhạc duyên dáng, tiếng sáo nghe như bình thản, như nước chảy xuôi qua, nhưng đối với võ giả thiên ngoại thiên mà nói, thanh âm này phảng phất có thể kéo bọn họ vào trong ảo cảnh, không cách nào tập trung tinh thần trong chiến đấu, liên tiếp bại trận. Về phần đặc phái viên trợ giúp ngục giam số 4, chỉ một phút trước, bị Chu Đại Tráng chém đầu. Tiền bối Tiêu quân tử, quá lợi hại. Nhẹ nhàng công tử, phong thần như ngọc, tất cả từ vựng cổ nhân dùng để hình dung Tiêu quân tử cũng không quá đáng. Tiêu quân tử, nghe có vẻ như là một biệt danh, đột nhiên rất muốn biết tên của Tiêu quân tử tiền bối, nhất định cũng cực kỳ phiêu giật hào hiệp. Ngục giam số 5, vốn là đặc phái viên trợ giúp nơi này, thấy ngục giam số 5 không bị công kích, mà khi Chiến Long đảo bốn phương tám hướng xuất hiện tín hiệu cầu viện, hắn liền đi trợ giúp. Trạm Đồ thấy tình huống này, râu trắng sắp dựng thẳng lên. Kích động hô to, vung tay lên, giết a, vì Chiến Long đảo, xông lên. Ngục giam số 5, rơi vào tay giặc, bốn phương tám hướng, tín hiệu cầu viện càng ngày càng ít. Không phải bởi vì cục diện khống chế, mà là, thiên ngoại thiên, đã tan tác. Khi tiếng tín hiệu cầu viện bên tai càng ngày càng ít, vẻ mặt Từ Hậu Trạch cũng bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng thực lực của thiên ngoại thiên, nhất định là thế cục hỗn loạn bốn phương tám hướng bị trấn áp xuống. Cửu huyền môn. Từ Hậu Trạch nhìn chằm chằm Sở Trần, híp mắt cười rộ lên, các ngươi còn rất có thủ đoạn, trong một đêm ở Chiến Long đảo nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Đáng tiếc, ngươi thật sự cho rằng, thiên ngoại thiên có thể chiếm lĩnh thực lực Chiến Long đảo trong một đêm, là dày dán sao? Mặc dù lực lượng thiên ngoại thiên trên Chiến Long đảo chẳng qua chỉ là một bộ phận rất nhỏ của thiên ngoại thiên, nhưng Từ Hậu Trạch thấy, đủ để ứng phó bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, bao gồm cả đêm nay. Ngươi cũng rất tự tin, đáng tiếc. Thiên ngoại thiên, cũng không biết cái gì gọi là vô tận đây. Sở Trần thấy Liễu Như Nhạn, mỉm cười, Liễu Như Nhạn xuất hiện, đại diện cho, thế cục hướng theo hướng ngược lại mà Từ Hậu Trạch nói, Từ Hậu Trạch cũng thấy Liễu Như Nhạn, khuôn mặt hơi đổi sắc. Hắn không tin, với thực lực thiên ngoại thiên bố trí ở Chiến Long đảo, làm sao có thể sẽ bại nhanh như vậy. Nhưng mà, ngay sau đó, một bên khác, Thiên Bảo đạo sĩ cũng xuất hiện. Lại là một khí tức cảnh, Từ Hậu Trạch kinh hãi. Một trái tim chìm xuống đáy trong tích tắc, xong rồi, Từ Hậu Trạch biết không có khả năng sẽ có trợ giúp đến, ánh mắt chợt lóe, Từ Hậu Trạch đột nhiên chạy nhanh sang một bên. Chiến Long đảo, không còn thuộc về thiên ngoại thiên nữa.
Sở Trần cũng không có đuổi theo. Từ Hậu Trạch căn bản trốn không thoát. Phương hướng hắn chạy trốn, Chu Đại Tráng xuất hiện, Tiêu Quân Tử tay cầm sáo ngọc dùng chiêu thức cực kỳ tiêu sái ép Từ Hậu Trạch trở về. Ngươi đã bị bao vây rồi. Khuôn mặt Sở Trần mỉm cười, nhìn Từ Hậu Trạch, anh muốn từ trong miệng Từ Hậu Trạch biết được một ít tình huống về cấm địa thiên ngoại thiên. Bốn khí tức cảnh, khuôn mặt Từ Hậu Trạch âm trầm, dưới loại tình huống này, hắn muốn chạy trốn, khó có thể lên trời. Nhưng rõ ràng khí tức cảnh bốn tông đều đã tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, bên ngoài như thế nào còn có thể có nhiều khí tức cảnh như vậy. Từ Hậu Trạch tin tưởng, tối nay đối với bọn họ phát động tiến công, tuyệt đối không chỉ có bốn khí tức cảnh trước mắt này. Cửu huyền môn, cường đại đến mức này sao? Cấm địa thiên ngoại thiên, phải như thế nào mới có thể ra ngoài? Sở Trần nhìn Từ Hậu Trạch, Từ Hậu Trạch giật mình, chợt nở nụ cười, nếu như ta nói, từ xưa đến nay, chưa từng có một người từ thiên ngoại thiên đi ra thì sao? Khuôn mặt Sở Trần biến đổi, vậy ốc biển nhỏ có tác dụng gì? Sở Trần lấy ốc biển nhỏ ra, ánh mắt Từ Hậu Trạch lướt qua khát vọng trong nháy mắt. Hắn muốn có được ốc biển nhỏ, một màn này Sở Trần cũng nhìn thấy. Từ Hậu Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn thủy chung quét xung quanh. Tìm kiếm khả năng chạy trốn, trận pháp giữa hai con ốc biển nhỏ có thể sinh ra cộng hưởng, chúng ta hy vọng có được ốc biển nhỏ, cho người đi vào cấm địa, điều tra bí mật của cấm địa. Nhưng con đường này, căn bản không giống. Sở Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Hậu Trạch, các sư phụ đã thử qua, mặc dù hai ốc biển nhỏ có thể cảm giác được vị trí của nhau, nhưng dưới sự ngăn cản của cơ quan trận pháp cấm địa, cán bản không ra được. Trừ cái đó ra thì sao? Sở Trần không muốn cùng Từ Hậu Trạch thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói, sâu trong cấm địa có một tòa đại điện, trên cửa đại điện hai dấu vết ốc biển nhỏ, có phải đại diện cho ốc biển nhỏ là chìa khóa mở đại điện hay không? Vừa dứt lời, thân hình Từ Hậu Trạch rõ ràng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, bọn họ đã nhìn thấy đại điện. Sở Trần gật đầu, trả lời câu hỏi của ta. Phải, thanh âm Từ Hậu Trạch khẽ run, trong truyền thuyết thiên ngoại thiên chúng ta lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chỉ cần tập hợp hai ốc biển nhỏ, là có thể mở đại điện ra, đạt được cơ duyên trong đại điện, hơn nữa, rời khỏi cấm địa. Lông mày liễu như nhãn nhấc lên, Từ Hậu Trạch trả lời lại thẳng thắn như vậy. Sở Trần cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Từ Hậu Trạch, ta dám cùng danh nghĩa liệt tổ liệt tông của thiên ngoại thiên thề, chỉ cần mở đại điện, võ giả bốn tông nhất định có thể bình an trở về. Từ Hậu Trạch hít sâu một hơi, ta đối với các ngươi không có giấu giếm, chỉ hy vọng các ngươi có thể tha cho ta một con đường. Hai con ốc biển nhỏ, chính là chìa khóa mở ra cấm địa đại điện. Sở Trần từ trong miệng Từ Hậu Trạch nhận được đáp án khẳng định. Đương nhiên, Sở Trần không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm kẻ địch của mình. Trận chiến này qua đi, anh vẫn phải đi tìm thiên bối lão nhân, nếu như trong vòng 3 ngày có thể tìm được, hơn nữa đạt được đáp án giống vậy, anh sẽ không chút do dự tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Hậu Trạch nhìn ốc biển nhỏ trong tay Sở Trần, ánh mắt không cách nào kìm lấy hưng phấn. Mang hai con ốc biển nhỏ vào cấm địa thiên ngoại thiên, đó là giấc mơ của bao nhiêu thế hệ. Nhưng hai con ốc biển nhỏ trong truyền thuyết cũng chỉ xuất hiện trong những năm gần đây, cuối cùng còn rơi vào tay đảo chủ Chiến Long Đảo. Thiên ngoại thiên lựa chọn đánh chiếm Chiến Long Đảo, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì ốc biển nhỏ. Lối vào cấm địa thiên ngoại thiên ở đâu? Còn nữa? Vì sao thiên ngoại thiên chỉ có 8 khí tức cảnh đi tới Chiến Long Đảo, người tựa hồ cũng không ôm hy vọng viện quân đến đây. Sở Trần nhìn chằm chằm Từ Hậu Trạch, ta có thể đưa ngươi qua đó. Từ Hậu Trạch vội vàng mở miệng, vấn đề của Sở Trần, hắn là có hỏi tất đáp, không có chút tư thái cao cao tại thượng lúc trước, hạ thấp tư thái của mình, hoàn toàn hình tượng tù binh. Về phần viện quân thiên ngoại thiên, Từ Hậu Trạch dừng lại một chút, vội vàng nói, kỳ thật, thiên ngoại thiên cùng ngoại giới, có trận pháp ngắn cách. Chúng ta lúc này đây đi ra, là mượn một chỗ sơ hở của trận pháp, người phía sau muốn ra ra, bị ngàn cản trở về, cho nên, cũng chỉ có một nhóm người chúng ta. Liễu như nhạn thấy Từ Hậu Trạch có hỏi tất đáp, lúc này hỏi một câu, người có biết đảo Vỏ Sò ở đâu không? Khi nhắc tới đảo Vỏ Sò, đồng tử Từ Hậu Trạch rõ ràng co rụt lại, chợt lắc đầu ta không biết. Sở Trần khẽ nhíu mày, thiên ngoại thiên cũng không biết vị trí của đảo Vỏ Sò. Thế nhưng... Từ quan hệ giữa ốc biển nhỏ và cấm địa thiên ngoại thiên, Sở Trần có thể đoán được, thiên ngoại thiên cùng đảo Vỏ Sò tuyệt đối có liên quan. Xem ra tất cả những chuyện này, vẫn phải tìm được thiên bối lão nhân, mới có thể đạt được đáp án. Sở Trần lại hỏi Từ Hậu Trạch mấy vấn đề, Từ Hậu Trạch đều trả lời hết.
Sở Trần lâm vào trầm tư. Từ Hậu Trạch thám dò hỏi, ta phối hợp với các ngươi như vậy, các ngươi có thể tha cho ta không? Nếu như ngươi còn không tin ta, ta có thể cùng các ngươi tiến vào cấm địa. Từ Hậu Trạch cắn ráng nói, phải biết rằng, chưa từng có một người nào có thể từ cấm địa thiên ngoại thiên đi ra ngoài, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, người thiên ngoại thiên chúng ta vô số lần thử nghiệm, đều thất bại, ta dám cùng các ngươi cùng nhau đi vào, chứng minh ta nói không có nửa câu giả dối. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, biết rõ đó là cấm địa chỉ có thể ra vào không thể ra, các ngươi vì sao lại cố chấp muốn đi vào thám dò như vậy? Từ Hậu Trạch giật mình, chợt trả lời, trong truyền thuyết, trong cấm địa đại điện cất giấu đại cơ duyên, có thể khiến người ta đột phá đến cảnh giới cổ xưa, cho nên mới có người thiên ngoại thiên một đời lại một đời thử nghiệm, đó là vì theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn. Lời vừa dứt, thần sắc mấy người Sở Trần đồng thời toát ra nghi hoặc. Cảnh giới cổ xưa, Thiên Bảo đạo sĩ mở miệng nói, có ý gì? Sở Trần không vội đối phó Từ Hậu Trạch, quả thật bởi vì từ trong miệng hắn lấy được rất nhiều thứ mình không biết. Từ Hậu Trạch vì sống sót, tuyệt đối không dám giấu giếm quá nhiều. Dưới điển tịch lịch sử của thiên ngoại thiên ghi chép, giới võ giả, đã từng có một đoạn thời kỳ huy hoàng, các võ giả tu luyện tới một độ cao mà chúng ta hiện tại không có cách nào chạm tới. Nhưng bởi vì duyên cớ đặc biệt, một đoạn thời kỳ võ giả huy hoàng kia không còn ở trong, điển tịch lịch sử của thiên ngoại thiên, ghi chép đoạn thời kỳ đó là thời đại võ giả cổ. Mà thiên ngoại thiên, lại là nhóm người thừa kế cuối cùng của thời đại võ giả cổ, trong cấm địa của thiên ngoại thiên. Liền cất giấu đại cơ duyên có thể tu luyện thời đại cường giả võ giả cổ, nếu như có thể thu hoạch đại cơ duyên, đột phá khí tức cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn, chúng ta cũng không biết là cái gì, cho nên liền gọi chung là cảnh giới cổ xưa. Ánh mắt Sở Trần một mực nhìn chằm chằm Từ Hậu Trạch. Anh nghĩ đến thời điểm Từ Hậu Trạch cùng anh đối chiến, trong lời nói toát ra cao ngạo. Anh từng nói, võ giả thiên ngoại thiên đều là ngoại tộc. Thiên ngoại thiên mới là người truyền thừa võ đạo thật sự. Nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ là nhóm người thừa kế cuối cùng của thời đại võ giả cổ. Loại lời này, nếu như Từ Hậu Trạch chỉ là hiện trường bịa đặt mà nói, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Sở Trần tạm thời tin, anh cũng có chút chờ mong, cảnh giới cổ xưa trên khí tức cảnh, sẽ là cái gì? Cường giả võ giả thời cổ, có thể tu luyện sức mạnh thân thể tới trình độ nào? Sở Trần nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn cùng hai vị sư thúc, ánh mắt bọn họ cũng đang phát sáng. Con đường võ giả, ai cũng muốn trùng kích cảnh giới cao hơn. Mấy người dường như lâm vào trầm tư cùng ao ước. Vào giờ khắc này, đồng tử Từ Hậu Trạch bỗng nhiên co rụt lại, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Nhưng mà, suy nghĩ này vừa mới lóe lên, một giây sau, Từ Hậu Trạch lại lần nữa tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn về một phương hướng, lại có võ giả khí tức cảnh tới. Sở Trần cũng chú ý tới, ánh mắt nhìn qua, thần sắc bỗng nhiên giật mình. Dưới bóng đêm, người tới sóng vai nắm tay nhau, giống như thần tiên quyến lữ. Cha mẹ anh, Sở Hạo Trúc và Bối Uyển Thanh, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, lại dưới tình huống như vậy một nhà đoàn tụ. Trong nháy mắt này, trong lòng Sở Trần có một loại cảm giác cực kỳ phức tạp, ngo, ngắc đứng. Trong ngày anh tu luyện ở Cửu Huyền Môn, cha mẹ cũng đi thám anh, thế nhưng số lần rất ít, hơn nữa Sở Trần chính mình bị trấn hồn phù phong ấn 5 năm, anh đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua cha mẹ mình. Bối Uyển Thanh buông tay Sở Hạo Trúc ra, con người ôn nhu như nước, đi về phía Sở Trần. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến, một đạo thân ảnh như từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt Sở Trần. Cười ha ha, lúc Sở Trần không kịp phản ứng lại liền bắt được hai vai Sở Trần. Đồng tử Sở Trần co rụt lại, xuất hiện trước mặt anh chính là một ông lão râu bạc trắng, tiếng cười có chút chấn động màng nhĩ, thực lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của Sở Trần. Anh lại không hề có lực phản kháng đã bị bắt được. Sở Trần vừa muốn nghĩ cách phản kích, ông lão liền cười ha ha, đây là cháu ngoại của ta à, không sai, không sai. Trắng trẻo, Liễu Như Nhạn không nhịn được cười, trận chiến đêm nay, Sở Thiếu Hiệp chính là đại sát thần, bài binh bày trận, xuất lĩnh võ giả chạm thị trùng kích thiên ngoại thiên, đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ, trong mắt ông lão, anh chỉ là một em bé trắng trẻo. Khi nghe được hai chữ cháu ngoại, Sở Trần cũng ngây dại, ông lão trước mắt, lại là ông ngoại của mình. Anh chưa từng nghe qua. Sở Trần từ nhỏ lớn lên ở Cửu Huyền M2 ôn vốn không biết nhiều về nhà mình, chứ đừng nói đến nhà mẹ đẻ của mẹ. Mẹ cũng chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về ông ngoại trước mặt anh. Không thể tưởng được, ông ngoại dĩ nhiên là một cường giả thực lực khủng bố nghịch thiên.
Cũng là khí tức cảnh, anh ở trước mặt ông ngoại, ngay cả đường phản kháng cũng không có. Khó trách cha dám dẫn theo mẹ không phải võ giả phi nước đại trên biển, hàng phục đám hải tặc, thì ra còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của cha vợ ông. Sở Trần đột nhiên ý thức được, mình không chỉ là phú nhị đại, còn là võ nhị đại. Cha khí tức cảnh, ông ngoại khí tức cảnh, dưới bối cảnh như vậy, anh ở võ giả giới, có thể đi ngang. Tiểu Trần, còn ngây ra đó làm gì? Bối Uyển Thanh mỉm cười mở miệng, Sở Trần phục hồi tinh thần, vội vàng hô một tiếng, ông ngoại. Ông lão cười ha ha, tâm tình cực kỳ vui, lôi kéo tay Sở Trần, đi, Trần Trần, ông ngoại cùng con tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện phiếm. Nói xong, ông lão ra trực tiếp dẫn Sở Trần đi. Sở Hạo Trúc và Bối Uyển Thanh hai mặt nhìn nhau, xa cách nhau trong nhiều năm. Lần đầu tiên gặp lại con trai mình, kết quả, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, con trai đã bị đưa đi. Bối Uyển Thanh dở khóc dở cười, cha em a, bên kia, Sở Trần cũng có chút bối rối. Phong cách làm việc của ông ngoại này khiến anh khó lòng phòng bị, trực tiếp bị dẫn đi, bên tai truyền đến thanh âm nhanh như điện chớp, rất nhanh, liền đi tới đỉnh núi cao nhất Chiến Long Đảo. Đứng ở trên cùng, nói chuyện càng có lực, bối lão tiên sinh nhìn Sở Trần, uống rượu không? Sở Trần gật đầu, bối lão tiên sinh lúc này mừng rỡ, giống như làm ảo thuật lấy ra một vò rượu, nào, nếm thử một chút rượu ông ngoại tự nấu. Sở Trần nhìn ông ngoại lấy ra vò rượu, theo bản năng sửng sốt một chút, hình dạng của vò rượu này, lại là một cái vỏ sò. Sở Trần tiếp nhận, càng thêm giật mình chính là, bên trong vỏ sò lại còn có trận pháp. Khắc trận pháp ở bên trong vỏ sò ủ rượu, đây là thủ đoạn mà Sở Trần chưa từng thấy qua. Hơn nữa, vỏ sò, trận pháp, điều này không khỏi khiến anh nghĩ đến ốc biển nhỏ trong tay mình. Sở Trần ngửa đầu uống một ngụm rượu. Rượu ngon à, Sở Trần từ đáy lòng thán phục. Tất nhiên, đây là rượu ngon nhất được ủ từ trái cây tốt nhất trên đảo vỏ sò. Bối lão tiên sinh cười trả lời. Thân thể Sở Trần nhất thời giống như bị điện giật chấn động. Một lúc lâu sau, kích động nhìn bối lão tiên sinh, ông ngoại, ông đã từng đến đảo vỏ sò. Đảo vỏ sò ở đâu? Ông còn có thể tìm thấy không? Sở Trần liên tiếp đặt câu hỏi, ánh mắt mang theo bức thiết, còn có một tia chờ mong. Bối lão tiên sinh ngược lại tò mò nhìn Sở Trần, cháu lại nghe nói qua đảo vỏ sò. Cháu muốn đến đảo vỏ sò. Sở Trần trầm giọng mở miệng, tìm thiên bối lão nhân. Ánh mắt hai ông cháu nhìn nhau, bối lão tiên sinh nhìn không được cười ha ha. Sở Trần lòng nóng nảy khó nhịn. Trần Trần, cháu tìm ông ngoại có chuyện gì? Cháu tìm, thanh âm Sở Trần đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn ông ngoại. Trong đầu có một tia chớp bổ qua. Ông ngoại, chính là thiên bối lão nhân. Sở Trần nằm mơ cũng không dám nghĩ, trong lúc nhất thời, ngây ngốc bất động. Bất ngờ này đến quá lớn. Nhà mẹ đẻ của mẹ mình, lại là đảo vỏ sò. Hóa ra hành trình cuối cùng của chuyến du lịch của cha mẹ là trở về nhà mẹ đẻ của mẹ. Sở Trần lấy ốc biển nhỏ ra, thiên bối lão nhân thấy, khuôn mặt tươi cười thu hồi, lắc đầu thở dài, ta liền đoán được, nhất định là bởi vì cái này. Ông ngoại, ốc biển nhỏ thật sự là chìa khóa mở đại điện cấm địa thiên ngoại thiên sao? Sở Trần vội vàng hỏi, thiên bối lão nhân từ trong tay Sở Trần cầm lấy ốc biển nhỏ, khí tức thấm vào, tầm mắt khẽ híp lại, một ốc biển nhỏ khác, lại đã bỏ vào trong cửa mở đại điện. Dừng một hồi, thiên bối lão nhân nhìn Sở Trần, không sai. Chỉ cần ốc biển nhỏ này cũng mang vào, là có thể mở ra cánh cửa cấm địa đại điện, đảo Chu Chiến Long đảo cũng không biết, cho nên hắn mới lưu một tiểu ốc biển khác lại bên ngoài, thuận tiện cảm giác vị trí, tùy thời có thể từ cấm địa đi ra. Thế nhưng, cán bản không ra được. Sở Trần nói, trong đại điện, thật sự có cách đi ra khỏi cấm địa sao? Một khi cửa lớn mở ra, cơ quan trận pháp của cấm địa, sẽ chỉ là biến mất. Thiên bối lão nhân nói, đến lúc đó, cấm địa thiên ngoại thiên cũng không còn tồn tại, người bên trong, đương nhiên có thể tới lui tự nhiên. Thật sao, Sở Trần kích động vô cùng, cháu uống một ngụm rượu trước và bình tĩnh lại. Ống già thiên bối nói, cháu có biết sứ mệnh của đảo vỏ sò không? Đồng tử sò, Trần co rụt lại, vội vàng nhìn thiên bối lão nhân. Thiên bối lão nhân nói, sứ mệnh của đảo vỏ sò, chính là một đời, bảo vệ chìa khóa mở ra đại điện, không thể để cho tòa đại điện này tái hiện nhân gian. Điều này cùng mục đích của Sở Trần hình thành xung đột. Sở Trần sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, Sở Trần giọng điệu chua xót nói, thế nhưng, ông ngoại, chín vị sư phụ của cháu hiện tại đang ở trong cấm địa. Cháu, nhất định phải cứu họ. Cháu có biết hậu quả không? Thiên bối lão nhân nói, một khi cửa lớn đại điện mở ra,
tất cả cơ quan trận pháp đều sẽ biến mất vô tung, bao gồm cả trận pháp khóa chặt võ giả thiên ngoại thiên tàn bạo cháu hẳn là đã biết qua, nếu như toàn bộ lực lượng thiên ngoại thiên lao ra, giới võ giả, không ai có thể ngăn chặn. Có thể nói, cháu tuy rằng cứu 9 vị sư phụ ra, nhưng đồng thời, cũng phóng thích một đám ác ma, có lẽ, điều này sẽ mang đến cho giới võ giả một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Nhóm võ giả thiên ngoại thiên xuất hiện ở Chiến Long đảo đêm nay, cũng là bởi vì đảo chủ Chiến Long đảo từ trộm ốc biển nhỏ từ đảo vỏ sò đi, dẫn phát trận pháp ngắn ngủi buông lỏng, nhóm người này vừa lúc nhân cơ hội chạy trốn. Sở Trần ngây dại, thiên bối lão nhân anh tìm thấy rồi, nhưng, đây là đáp án anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Sở Trần cũng hiểu vì sao Từ Hậu Trạch lại khẩn cấp hy vọng anh mang theo ốc biển nhỏ tiến vào cấm địa, mở ra cánh cửa đại điện. Đỏ là một cánh cửa ngăn cản thiên ngoại thiên đi ra ngoài. Đảo chủ Chiến Long chủ cũng quá vô sỉ rồi, trộm đi ốc biển nhỏ, lại còn có mặt mũi để cho mình đi tìm thiên bối lão nhân. Điều này cũng chỉ có thể nói rõ, Trạm Đông Sơn chỉ nghe nói truyền thuyết đại điện, biết bên trong đại điện có thể sẽ có đại cơ duyên, cũng không biết sau khi mở cửa lớn ra, sẽ phóng thích ra một đám ác ma. Thật lâu sau, Sở Trần nhìn thiên bối lão nhân, vậy, không có cách nào khác đi ra khỏi cấm địa thiên ngoại thiên. Giờ khắc này, Sở Trần trực tiếp nín thở. Thiên bối lão nhân lắc đầu, nhất định không có. Sở Trần ngây ngốc, không nhúc nhích. Thiên bối lão nhân uống một ngụm rượu, nếu lần này không phải chìa khóa mở đại điện rơi vào trong tay đảo chủ Chiến Long đảo, ta cũng sẽ không tự mình ra đảo. Cháu trai, ta không đề nghị cháu mở đại điện, nếu như phóng thích ác ma ra, hậu quả không thể tưởng tượng được. Thiên ngoại thiên, thật sự không cách nào chiến thắng sao? Sở Trần trầm giọng nói, có lẽ, bên trong đại điện, có cách đánh bại thiên ngoại thiên. Có thể không có, thiên bối lão nhân lắc đầu, cháu trai, cháu không thể đánh cược a, không cẩn thận, sẽ trở thành tội nhân của giới võ giả. Cháu không thể không đặt cược. Ánh mắt Sở Trần kiên định nhìn thiên bối lão nhân, 9 vị sư phụ đối với cháu mà nói, ân trọng như núi, bọn họ cũng là người thân của cháu, để cho cháu trơ mắt nhìn bọn họ vĩnh viễn ở lại cấm địa thiên ngoại thiên tối tám không ánh mặt trời, cháu thật sự không thể làm được. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhiệm vụ của thiên bối lão nhân là bảo vệ chìa khóa đại điện, thế nhưng, hiện giờ muốn mở đại điện, là cháu ngoại của ông. Gió núi gào thét, hai ông cháu đều trầm mặc, ông một ngụm, cháu uống một ngụm rượu mạnh, trước mặt bọn họ, phảng phất là một cái chết không giải quyết được. Nếu Sở Trần muốn cứu sư phụ, vậy thì phải giải phóng thiên ngoại thiên, phóng thích đám ác ma này. Ngược lại, nếu như muốn vững vàng phong ấn thế lực thiên ngoại thiên, như vậy, 9 vị sư phụ của anh, cũng không cách nào thấy lại mặt trời. Thiên bối lão nhân uống hết rượu mang đến, một già một trẻ nằm trên tảng đá, nhìn bầu trời. Ông ngoại, thiên ngoại thiên, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Không cách nào đánh giá, nhưng mà, từ trận pháp ngắn ngủi buông lỏng liền chạy ra 8 cường giả khí tức cảnh, có thể tưởng tượng được, võ giả khí tức cảnh thiên ngoại thiên, số lượng nhất định rất nhiều, mấu chốt vẫn là, bọn họ đời đời bị phong ấn, tính tình hung tàn, thù hận ngoại giới, một khi đi ra, đồ đao của bọn họ, nhất định sẽ nhiễm vô số máu tươi. Sở Trần lại trầm mặc lần nữa, sắc trời dần dần sáng lên, ánh bình minh tràn ngập, Sở Trần đứng lên, thần sắc bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, ông ngoại, cháu phải cứu các sư phụ, cho dù sẽ bởi vậy phỏng thích ra một đám ác ma, khi đồ đao ác ma giơ lên, cháu trước tiên sẽ chắn ở phía trước, ác ma muốn gây họa cho nhân gian, trước tiên bước qua xác cháu, đây coi như là cháu chuộc tội vì sự ích kỷ của mình. Sở Trần thừa nhận, anh không có cách nào công tâm, vì an nguy của giới võ giả, vứt bỏ sinh mệnh của 9 vị sư phụ. Thậm chí trong lòng anh, tính mạng của người thân mình, cao hơn tất cả. Sở Trần đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như bởi vì cứu sư phụ của anh mà dẫn phát đại họa, anh sẽ liều mạng tất cả, đi ngăn cản đại họa này. Sư phụ, nhất định phải cứu. Thiên bối lão nhân nhìn Sở Trần, một lúc lâu sau, bỗng nhiên cất tiếng cười rộ lên. Được, ngoài dữ liệu của Sở Trần, ông ngoại thế nhưng không có ngãn trỏ anh, ngược lại nói ra một chữ, được. Nhưng sứ mệnh của đảo vỏ sò, không phải là bảo vệ chìa khóa mở đại điện sao? Sở Trần nghi hoặc nhìn ông ngoại, anh đột nhiên nghĩ đến, hai ốc biển nhỏ quan trọng như vậy, thực lực của ông ngoại, làm sao có thể dễ dàng bị đảo chủ Chiến Long đảo trộm đi? Không phải là ông ngoại vốn có tâm tư này chứ? Thiên bối lão nhân cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, cháu đang suy nghĩ cái gì? Ông ngoại đáp ứng cháu, không phải rất tốt sao? Sứ mệnh của đảo vỏ sò không quan trọng bằng quyết định của cháu trai ta.
Cháu không tin, Sở Trần cùng thiên bối lão nhân nhìn nhau, ông ngoại có phải có cách đối phó thiên ngoại thiên hay không? Trong đáy lòng Sở Trần vẫn ôm loại hy vọng này. Thiên bối lão nhân lắc đầu, chỉ bằng thực lực của đảo vỏ sò hiện giờ, cho dù liên thủ với võ giả bốn tông trong cấm địa, chống lại thiên ngoại thiên, cũng không có phần thắng. Có điều, cũng không phải là không thể liều mạng. Thiên bối lão nhân cảm khái, bối thị bảo vệ chìa khóa mở ra đại điện đã lâu, từ ý nghĩa nào đó mà nói, bối thị cũng giống như thiên ngoại thiên, cũng không có tự do, hơn nữa, không có bất kỳ trận pháp nào là vĩnh hằng bất biến, cho dù lúc này đây không ném ngã về không một bên, quyết đánh đến cùng, trong vòng 10 năm, thiên ngoại thiên cũng sẽ đi ra. Thiên bối lão nhân nhìn Sở Trần, thần sắc lộ ra vui mừng. Sự lựa chọn của cháu trai, cũng không làm ông thất vọng. Nếu như nghe được nguy hiểm liền lựa chọn lùi bước, ngay cả tính mạng sư phụ của mình cũng có thể không để ý, căn bản chưa nói tới võ giả thật sự. Ông ngoại cố ý để đảo chủ Chiến Long đảo trộm ốc biển nhỏ, chỉ vì bày ra một cục diện, trói bốn đại tông phái vào thuyền lớn của đảo vỏ sò, cùng nhau đối kháng thiên ngoại thiên. Sở Trần nhìn thiên bối lão nhân, thốt ra, đợt này, ông ngoại đứng ở bầu khí quyển. Kế tiếp, Sở Trần nhịn không được hỏi ông ngoại, quan hệ giữa thiên ngoại thiên và đảo vỏ sò, nguyên nhân của cấm địa đại điện vân vân, nhưng thiên bối lão nhân cũng không có trả lời cụ thể. Trong đó liên lụy không ít bí mật, đều là lịch sử cũ, cháu biết cũng vô dụng. Thiên bối lão nhân trầm giọng nói, việc cháu cần làm, chính là bắt lấy cơ hội lần này, khi đại điện mở ra, mục tiêu đầu tiên của cường giả thiên ngoại thiên chính là đại điện, cháu nhất định phải ở trước cường giả thiên ngoại thiên, đạt được cơ duyên trong đại điện. Cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Sở Trần tò mò. Thiên bối lão nhân thần sắc trang trọng, gần từng chữ ta cũng không biết. Sở Trần, có lẽ, đó là hy vọng duy nhất của chúng ta để giành chiến thắng thiên ngoại thiên. Thiên bối lão nhân trầm giọng nói, nhưng, cho dù lần này bại, cũng không có gì, Tiểu Trần, thiên phú của cháu, chính là hy vọng tương lai đánh bại thiên ngoại thiên. Ông lo lắng Sở Trần thật sự sẽ cùng cường địch thiên ngoại thiên liều mạng. Nói tóm lại, sau khi đại điện mở ra, cháu phải tiến vào trước tiên. Chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên, bên ngoài bất kỳ tình huống nào, có ông ngoại ngăn cản. Hiểu chưa? Sở Trần chậm rãi gật đầu. Muôn vàn ánh mặt trời bao trùm Chiến Long đảo. Toàn bộ phạm vi Chiến Long đảo tràn ngập một cỗ kích động sống sót sau kiếp nạn. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Chiến Long đảo rơi vào tay giặc, lại trong một đêm, nghênh đón bình minh. Vô số người ôm nhau khóc, khóc những người thân yêu đã mất, ôm lấy người yêu, bạn bè còn sống sót. Cảm tạ Cửu Huyền Môn, cảm tạ Sở Thiếu Hiệp. Sở Thiếu Hiệp đối với Chiến Long đảo, có ân tái tạo. Trạm mục tư, anh hùng Chiến Long đảo chúng ta. Trong thời khắc nguy cấp tồn vong trên Chiến Long đảo, ai có thể ngờ được, là hắn đứng ra. Rất nhiều người sau khi ổn định xong, tự nguyện đến Thiên Long Trang. Đêm qua, cường giả trợ giúp Chiến Long đảo đánh tan thiên ngoại thiên, nghỉ ngơi ở Thiên Long Trang. Nhất định phải cảm tạ trước mặt. Trước kia tôi đối với Cửu Huyền Môn có hiếu lầm, hôm nay, tôi muốn dập đầu nhận sai với bọn họ, nếu không nội trong lòng bất an. Các huynh đệ, thanh âm chớ quá lớn, chúng ta không nên ảnh hưởng đến các ân nhân nghỉ ngơi, phải im lặng chờ họ thức dậy. Lúc Sở Trần trở lại Thiên Long Trang, nhìn thấy bên ngoài Thiên Long Trang đã bị vây quanh đến nước chảy không thông. Nhưng, cơ hồ tất cả mọi người đều giữ yên tĩnh, chờ đợi cánh cửa Thiên Long Trang mở ra. Sở Trần cùng thiên bối lão nhân lợi dụng tốc độ trèo tường đi qua, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Sáng sớm, đại sảnh Thiên Long Trang đã tụ tập không ít người. Bối Huyền Thanh cùng Liễu Như Nhạn và Giang Ánh Đào ngồi cùng một chỗ, tán gẫu rất an ý. Sở Hạo Trúc, Chu Đại Tráng, Giang Khúc Phong ngồi đối mặt uống trà, Sở Hạo Trúc và Chu Đại Tráng không nói gì, Giang Khúc Phong cũng không nói gì. Sở Trần cùng thiên bối lão nhân từ bên ngoài đi vào. Nhất thời dẫn tới đông đảo ánh mắt. Nội tâm Sở Hạo Trúc thoáng nổi lên một tia gợn sóng, nhiều nám không gặp, con trai đều đã trưởng thành a, không đúng, tối hôm qua mới vừa gặp, Sở Hạo Trúc vừa mới ấp ủ cảm xúc kích động thoáng cái không còn, hơi gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Phu nhân hẳn là sẽ rất kích động, phải, Sở, Hạo Trúc nghĩ thầm, đồng thời khóe mắt liếc mắt một cái. Quả nhiên, phu nhân đã đứng lên, Tiêu Trần, trở về rồi a. Bối Huyền Thanh cười tủm tỉm đi lên. Lôi kéo hai tay Sở Trần nhìn lên dưới vài lần, hài lòng cười một tiếng, không sai, so với cha con đẹp trai hơn nhiều, kế thừa gen của ta. Sở Hạo Trúc, không tốt đổ lỗi cho ta, tốt là của em. Một nhà đoàn viên, chung quy là chuyện đáng chúc mừng, mặc dù Sở Hạo Trúc bề ngoài thoạt nhìn bộ dạng bình tĩnh lãnh khốc,
nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn phương hướng Sở Trần, thần sắc toát ra vui mừng. Ông đã nghe nói qua không ít chuyện về Sở Trần, đều là chuyện làm cha nên kiêu ngạo. Trong lúc không biết, đứa nhỏ đã trưởng thành đến mức này. Chỉ có điều, khoảng cách ngày đó chỉ còn hơn một nắm nữa. Dùng thực lực của Tiểu Trần hiện giờ, hẳn là có thể hóa giải bất luận kiếp nạn gì. Sở Hạo Trúc âm thầm lấm bấm, ngoài mặt, vẫn rót trà cho Chu Đại Tráng và Giang Khúc Phong, ba người tựa hồ không thích nói chuyện. Thiên Bảo đạo nhân từ bên ngoài đại điện trở về, người bên ngoài Thiên Long Trang càng ngày càng nhiều. Ánh mắt mấy người nhìn nhau, đều la hét muốn gặp Sở Thiếu Hiệp. Bối Uyển Thanh cười mở miệng, Sở Trần vội vàng lắc đầu, bỏ đi, bọn họ thật sự quá nhiệt tình, không bằng chúng ta rút đi. Tiêu Trần, con thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Bối Uyển Thanh nói, thật sự không cần người khác cùng vào chung. Bối Uyển Thanh biết Sở Trần muốn tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên. Bà không ngăn cản, trong đó lợi ích liên quan, ông ngoại nhất định là nói cho anh biết. Liễu Như Nhạn ở một bên muốn nói lại thôi. Sở Trần gật đầu, một mình con là được rồi. Nghe nói cấm địa thiên ngoại thiên tối tám không ánh mặt trời, con vừa mới đi vào cũng chưa chắc thoáng cái có thể tìm được đại điện. Bối Uyển Thanh mỉm cười nói, không bằng để Liễu cô nương cùng con đi, có thể chiếu ứng. Tai Liễu Như Nhạn hơi đỏ lên, hiển nhiên là Bối Uyển Thanh nhìn thấu tâm tư của cô, biết cô muốn đi ra ngoài cùng nhau tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, thuận nước đẩy thuyền nói ra. Sở Trần ngược lại sửng sốt một chút, Bối Uyển Thanh cũng không cho Sở Trần cơ hội cự tuyệt, cứ quyết định như vậy đi. Một khi đại điện mở ra, sẽ có một hồi đại chiến. Thiên Bối lão nhân nhìn quanh mọi người, nếu như không gấp gáp trở về, mọi người trước tiên di chuyến đến đảo Vỏ Sò đi. Mọi người gật đầu, bọn họ đều vô cùng hứng thú với đảo Vỏ Sò thần bí. Người bên ngoài, ánh mắt mấy người nhìn về phía Sở Trần, cứ như vậy không từ biệt, có chút không hay lắm. Sở Trần trầm ngâm một hồi, đại tráng sư thúc ở Chiến Long đảo nhân khí rất cao, đi như vậy, chúng ta rút lui trước. Đại tráng sư thúc ở lại cáo biệt người trên Chiến Long đảo. Sở Trần quả thật không muốn đối mặt với loại cảnh tượng bị ngàn vạn người cảm kích rơi nước mắt. Quyết định vui vẻ như vậy, mọi người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang Khúc Phong đi tới trước mặt Sở Trần, giơ điện thoại lên một chút, sau đó đi ra ngoài. Sở Trần nhìn bóng lưng Giang Khúc Phong, lấy điện thoại ra mở phía sau đài cục đặc chiến, quả thật có tin nhắn Phong ca gửi tới. Ta cũng muốn tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên. Ta cảm giác cơ hội đột phá đến khí thức cảnh, đang ở trong cấm địa thiên ngoại thiên. Sở Trần ngẩn ra, anh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nếu như anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Giang Khúc Phong yêu cầu anh. Từ ngày đầu tiên quen biết, Giang Khúc Phong đã giúp Sở Trần không ít việc, chuyến đi Riyadh lúc trước, Giang Khúc Phong sau khi xuất ra một phần lực rất lớn, chính mình còn quên hắn ở thành phố Riyadh, sau đó lại ném ở kinh thành, mặc dù như vậy, một trận chiến thanh phong quan. Giang Khúc Phong vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước cố vì anh ngăn trở công kích của kẻ địch. Tuy rằng Giang Khúc Phong không nói nhiều lắm, nhưng lại là giảng nghĩa khí. Sở Trần trần chờ một chút, vẫn là trả lời mấy chứ, không thành vấn đề. Họ Từ là họ chủ yếu của thiên ngoại thiên. Thiên Bối lão nhân trước khi rời đi, dẫn tù binh từ Hậu Trạch đi, giữ lại một mạng người này, có lẽ sẽ có tác dụng. Quân đoàn hải tặc liên hợp sau khi trận chiến tối hôm qua chấm dứt cũng đã giải tán tại chỗ. Nhưng Thiên Bối lão nhân nói ra, nếu như những hải tặc này sau khi rời khỏi Chiến Long đảo, còn trở lại công việc cũ, Thiên Bối lão nhân một khi phát hiện, sẽ đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao rút lui. Thiên Long Trang to như thật, chỉ còn lại một mình Chu Đại Tráng. Trước cửa Thiên Long Trang, Trạm Mục Tư cùng đông đảo nhân vật chủ chốt của Chiến Long đảo đứng thành mấy hàng, chờ đợi cửa lớn Thiên Long Trang mở ra. Cửa mở rồi, đúng lúc này, cửa lớn Thiên Long Trang từ từ mở ra, một đạo thân ảnh tiêu sái phiêu giật xuất hiện trước mặt mọi người, tay cầm sáo ngọc, nhàn nhã đi bộ, đi ra. Là Tiền Bối Tiêu Quân Tử, đám người nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô, Trạm Mục Tư cũng vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính, không che giấu được kích động, Tiêu Quân Tử Tiền Bối, đồng thời, ánh mắt Trạm Mục Tư nhìn lướt qua phía sau Chu Đại Tráng, cũng không có nhìn thấy những người khác. Đừng nhìn nữa, bọn họ đều rời đi rồi. Chu Đại Tráng ngữ khí bình tĩnh nói, chư vị thật sự quá nhiệt tình, thiếu chủ chúng ta nói, đây chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đi trước. Tất cả mọi người đều giật mình. Một lúc lâu sau, bà sáu ngón nước mắt rơi, Sở Thiếu Hiệp thật sự là hiệp nghĩa trên đời hiện nay a, vì Chiến Long đảo vào sinh ra tử, lại làm nhẹ chiến công của mình, lặng lẽ rút lui.
Tất cả những gì cậu ấy làm, không phải vì được Chiến Long Đảo cảm kích, nhưng thân là người Chiến Long Đảo, chúng tôi đời đời kiếp kiếp, không, hẳn là đời đời kiếp kiếp, đều phải ghi nhớ, không có Sở Thiếu Hiệp, sẽ không có Chiến Long Đảo mới. Trước đêm qua, tôi cho rằng ả đời này không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Tôi đề nghị, ở Chiến Long Đảo, vì Sở Thiếu Hiệp và những người hiệp nghĩa khác đã chiến đấu cho Chiến Long Đảo, lập tác phẩm điêu khắc, mãi mãi ghi nhớ. Không sai, Trạm Mục Tư Trấn Thanh mở miệng, ánh mắt nóng rực nhìn Chu Đại Tráng, đúng rồi, tiền bối Tiêu Quân Tử, chúng tôi còn chưa biết tên của ngài, xin tiền bối cho biết, chúng tôi phải khắc tên tiền bối vĩnh viễn ở Chiến Long Đảo. Không thể nói, Chu Đại Tráng hai tay chắp sau lưng, lưu lại bóng lưng cho mọi người, sảng khoái cười, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi, lão phu Tiêu Quân Tử, một người một sáo, tiêu giao giữa thiên địa tục nhân mà thôi. Vừa dứt lời, thân ảnh Chu Đại Tráng lướt qua, trong nháy mắt, bóng lưng tiêu sái này liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Thật lâu sau, mọi người mới thu hồi tầm mắt, Trạm Đồ cảm khái, người cửu huyền môn, đều có thể xưng là đại hiệp hiện thời. Ông Đồ, vì đám người Sở Thiếu Hiệp thiết lập pho tượng, theo tôi thấy, phải lập tức tiến hành, một ngày cũng không thể trì hoãn. Không sai, nhất định phải để cho pho tượng Sở Thiếu Hiệp trải rộng khắp Chiến Long Đảo. Sở Thiếu Hiệp không gặp chúng ta, khẳng định chính là không hy vọng chúng ta điều động binh lực như vậy, càng như thế, chúng ta càng phải cho Sở Thiếu Hiệp một bất ngờ. Ánh mắt Trạm Mục Tư cũng sáng lên, chờ lần sau Sở Thiếu Hiệp đến Chiến Long Đảo, hắn nhất định sẽ vô cùng bất ngờ. Còn nữa, Thiên Long Trang, từ nay về sau, chính là trang viên của Sở Thiếu Hiệp, cũng là thánh địa trong lòng người Chiến Long Đảo. Trong Chiến Long Đảo, đông đảo võ giả nhao nhao hành động. Nhiệt tình tăng vọt, người Chiến Long Đảo sống sót sau kiếp nạn, dùng thành ý lớn nhất của mình để cảm ơn Sở Thiếu Hiệp. Bọn họ cũng tin tưởng chắc chắn, cuối cùng một ngày, Sở Thiếu Hiệp nhất định còn có thể đặt chân lên Chiến Long Đảo. Trong tay cô bé Tiên Tiên cũng cầm một con dao nhỏ, một khúc gỗ, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút bộ dáng chú Sở, sau đó bắt đầu điêu khắc. Chú Sở, sau khi Tiên Tiên lớn lên, cũng phải trở thành đại hiệp như chú Sở. Sau khi đoàn người Sở Trần rời khỏi Chiến Long Đảo, lập tức chia làm hai đường. Sở Trần, Liễu Như Nhạn cùng với Giang Khúc Phong đến cắm địa thiên ngoại thiên, vị trí cụ thể, thiên bối lão nhân đã nói cho Sở Trần biết. Cháu trai, hãy nhớ, bất kể bên ngoài tình huống gì, nhất định phải có được đại cơ duyên. Thiên bối lão nhân dặn dò Sở Trần, con tàu lớn xuất phát, gió biển thổi qua quần áo Sở Trần, phát ra tiếng phần phật, Sở Trần nhìn xa xa, cả người an tĩnh. Liễu Như Nhạn đi tới bên cạnh anh, người có tâm sự. Sở Trần thu hồi ánh mắt, ta cảm giác ông ngoại tựa hồ có cái gì giấu giếm ta, người hiện tại nghĩ những điều này cũng vô ích. Liễu Như Nhạn nói, ý của thiên bối lão nhân đã rất rõ ràng, chỉ có người thu hoạch được đại cơ duyên trong cấm địa đại điện, mới có thể đối với toàn bộ thế cục có tác dụng quyết định. Sở Trần hít sâu một hơi, thả một đám ác ma, dũng cảm, không sợ khó khăn vừa rồi trong lòng sỏ, Trần nghĩ. Là cảnh tượng xấu nhất, anh tiến vào đại điện, đám ác ma đồ đao này chém về phía ông ngoại bọn họ, nhưng cũng đúng như Liễu Như Nhạn nói, tình huống hiện tại, anh nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khoảng cách cấm địa thiên ngoại thiên cửa vào càng ngày càng gần. Khu vực cùng biển này, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Nước trong vùng biển dường như đứng yên, Sở Trần theo bản năng giữ lan can trước mặt, nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn bên cạnh, Liễu tỷ tỷ, sau khi tiến vào cấm địa, tỷ nhất định phải theo sát bên cạnh ta. Liễu Như Nhạn gật đầu, phía sau hai người cách đó không xa, Giang Khúc Phong khoanh chân ngồi, khuôn mặt không thấy rõ bất kỳ biểu tình gì. Vậy ta đi đâu? Trong đầu Giang Khúc Phong xẹt qua mấy chữ này. Vùng biển bình tĩnh, đột nhiên, một luồng cuồng phong nhấc lên. Hai người suýt nữa không đứng vững, đỡ lẫn nhau, lập tức trở về khoang thuyền. Xét, sấm chớp, càng đi về phía trước, vùng biển càng trở nên nóng nảy. Thiên ngoại thiên, nằm trong phạm vi vùng biển như vậy. Liễu tỷ tỷ, tỷ nói xem, thiên ngoại thiên, lúc trước là như thế nào đi tới cái chỗ này, làm sao có thể bị người phong ấn lại? Sở Trần nhìn không được tò mò nói, phạm vi biển sâu bày ra trận pháp như vậy, vậy cần thủ đoạn thông thiên như thế nào, sẽ là võ giả cấp bậc gì? Chẳng lẽ chính là cảnh giới cổ xưa mà đặc phái viên thiên ngoại thiên nói? Liễu Như Nhạn cũng cảm khái, cường giả thời đại võ giả cổ, thật sự tu luyện thể thuật tới một loại cực hạn. Sở Trần đối với đại điện cấm địa không biết bỗng nhiên có vài phần chờ mong. Có lẽ, trong đại điện, thật sự có đại cơ duyên nối thẳng cảnh giới cổ xưa. Nếu có thể đạt tới cấp độ thời đại võ giả cổ,
như vậy, sẽ không sợ thiên ngoại thiên. Sở Trần tin tưởng, thực lực của thiên ngoại thiên có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới cổ xưa. Sở đội, qua 10 phút nữa, sẽ đến cửa cắm địa thiên ngoại thiên. Giọng nói của thuyền trưởng đến, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn liếc nhau một cái, đồng thời đứng lên. Sở Trần trong lòng cũng thầm nói, quân tỷ tỷ, các sư phụ, ta tới rồi. 10 phút nữa, con tàu lớn lắc lư, ba người Sở Trần đi ra, ánh mắt nhìn một vòng xoáy phía trước, đen kịt thâm hàn, thoạt nhìn giống như một con động vật biển khổng lồ đang ở trên mặt biển. Tràn ngập khí tức báng hàn thấu xương, thiên bối lão nhân nói cho Sở Trần, cửa vào cấm địa thiên ngoại thiên không chỉ một chỗ, sau khi anh đi vào, có thế dựa vào ốc biển nhỏ, dần dần cảm ứng được một ốc biển nhỏ khác tồn tại, tìm được vị trí đại điện. Đương nhiên, còn có một cách ngu ngốc, chỉ cần bị phương hướng trận pháp công kích, chính là phương hướng bên ngoài, bọn họ chỉ cần lần lượt thử, liền có thể tiếp cận đại điện cấm địa. Thuyền trưởng, vất vả rồi. Sở Trần nhìn thoáng qua vòng xoáy đen kịt này, có loại cảm giác run rẩy, đi về phía trước một bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn, Trần chờ một chút, Sở Trần vươn tay ra, Liễu tỷ tỷ. Liễu Như Nhạn trong nháy mắt có loại cảm giác tựa như bị điện giật, đôi môi đỏ mỏng khẽ run lên. Thần sắc vẫn duy trì bình tĩnh, bàn tay ngọc vươn ra, nắm tay Sở Trần. Xuất phát, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xông vào vòng xoáy, ngay khi Giang Khúc Phong cho rằng mình sắp bị bỏ lại, truyền đến thanh âm của Sở Trần, Phong ca, mau cùng lên. Hắn không bị lãng quên, chỉ là, có một chút cô đơn. Giang Khúc Phong nhảy vào, ba đạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở giữa vòng xoáy. Sở Trần chỉ cảm giác hình ảnh trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Lúc mở mắt lần nữa, hình ảnh trước mắt tối tám, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là đại thụ che trời. Sở Trần và Liễu Như Nhạn ngồi trên mặt đất. Sau khi hai người đứng lên, Sở Trần dương mắt đảo qua, thấy Giang Khúc Phong treo trên thân cây, đồng tử co rụt lại, vội vàng nhảy lên, kéo Giang Khúc Phong xuống. Sắc mặt Giang Khúc Phong biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép. Hắn sao vậy? Liễu Như Nhạn chấn động. Vỏ cây này có độc tính cao. Phong ca vừa vặn treo trên cây, bị trúng độc. Sở Trần một bên châm cứu cho Giang Khúc Phong, một bên mở miệng, nhưng cũng may, vấn đề không lớn. Liễu Như Nhạn thần sắc nghiêm trọng hẳn lên, mặc dù biết cấm địa thiên ngoại thiên sẽ rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, hệ số nguy hiểm lại lớn như vậy. Giang Khúc Phong tốt xấu gì cũng được coi là tông sư đỉnh phong, lại thiếu chút nữa vừa mói tiến vào cấm địa liền trúng độc bỏ mình. Nếu như không có Sở Trần mà nói, liền có thể đem hai chữ kém chút, bỏ đi. Khoảng nửa khắc, Giang Khúc Phong khôi phục thần trí, có chút kinh hồn chưa định. Phong ca, ngươi xác định, dự cảm của ngươi có chính xác không? Sở Trần thật dè dặt hỏi. Khuôn mặt già nua của Giang Khúc Phong tối sầm lại. Điều này cũng quá xui xẻo. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Sở Trần cầm ốc biển nhỏ trong tay, tạm thời còn không cảm giác được vị trí của một ốc biển nhỏ khác. Đi trước xem đã. Ba người hướng một phương hướng đi một hồi, bỗng nhiên, cơ quan trận pháp bị kịch động. Vèo, 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 mũi tên phá không không hề báo trước xuất hiện. Cẩn thận, Sở Trần nhắc nhở, ba người mỗi người thi triển thủ đoạn, né tránh một đợt công kích này. Sở Trần nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp, liếc mắt nhìn lại, Phong ca lại bị thương. Một mũi tên cắm vào vai Giang Khúc Phong, mặc dù phần lớn lực lượng đều đã bị Giang Khúc Phong diệt trừ. Nhưng giờ phút này Giang Khúc Phong vẫn khó tránh khỏi chịu một trận đau đớn. Sở Trần theo bản năng lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn tin nhắn Giang Khúc Phong gửi cho anh, ta cũng muốn tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, ta cảm giác cơ hội mình đột phá đến khí tức cảnh, đang ở trong cấm địa thiên ngoại thiên. Đây, Sở Trần rất lo lắng Phong ca sẽ không chịu nổi. Phong ca, nhịn một chút. Sở Trần đi qua, vì Giang Khúc Phong xử lý vết thương. Thần sắc Giang Khúc Phong giờ phút này cũng là một trận mê mang. Vừa mới bước vào cấm địa thiên ngoại thiên một hồi thời gian ngắn như vậy, hắn đã hai lần bị thương. Lại cũng không tin cảm giác của mình rồi, Giang Khúc Phong yên lặng nhìn Sở Trần, hắn biết, từ lúc bước vào cấm địa thiên ngoại thiên, hắn trở thành gánh nặng bên người Sở Trần. Sở Trần cảm giác được Giang Khúc Phong uể oải, sau khi băng bó vết thương cho Giang Khúc Phong, vỗ vỗ bả vai hắn, thiên tướng sẽ gửi một trách nhiệm lớn cho người dân, hiện tại gặp phải khốn cảnh, hoàn toàn nói rõ, dự cảm của Phong ca là chính xác. Ba người lại xuất phát, không bao lâu sau, liền gặp phải khí độc, kịch độc trong khí độc cực kỳ đáng sợ, may mắn nơi này chỉ là bên ngoài cấm địa thiên ngoại thiên. Giang Khúc Phong lại ngã xuống, làm Sở Trần kinh ngạc chính là,
thân thể anh lại không sợ khí độc xâm lấn. Càng thêm kinh ngạc, Liễu tỷ tỷ lại cũng miễn dịch với những khí độc này. Cả hai đều nhìn nhau. Sau đó, tầm mắt chuyển rời đến trên người Giang Khúc Phong đang nằm trên mặt đất, mặt Giang Khúc Phong đen lại. Sở Trần nâng hắn dậy, dũng cảm, không sợ khó khăn. Giang Khúc Phong, ta muốn về nhà. Có lẽ là vì chiếu cố cảm thụ của Giang Khúc Phong, lộ trình kế tiếp, Sở Trần chú ý tập trung hơn bao giờ hết. Tuy rằng tình huống rừng rậm cấm địa thay đổi nhanh chóng, nhưng Sở Trần vẫn thành công tránh được nguy cơ rất nhiều lần. Sở Trần rõ ràng cảm giác được, anh cách trung tâm đại điện cấm địa, càng ngày càng gần. Đương nhiên, bàng gạc màu trắng quấn trên người Giang Khúc Phong cũng càng ngày càng nhiều, cấm địa thiên ngoại thiên tối tảm không ánh mặt trời. Trước bức tường, bốn đại tông phái ngồi ở một hướng, tương đối yên tĩnh, cho dù bọn họ mỗi người trao đổi, cũng đều hạ thấp thanh âm. Vị trí chín đại mạch chủ cửu huyền môn ngồi, gần tường thành nhất, bọn họ tùy thời đề phòng ba tông phát động công kích đối với bọn họ. Lão Lý, ngươi sao lại nghiên cứu đống xương trắng này? Ninh Lão Tiên cảm thấy nhàm chán, khóe mắt liếc mắt nhìn Lý Hoa Thước một cái, thấy Lý Hoa Thước đang ngồi xổm trước mặt một đống xương trắng, không khỏi thốt ra. Ta tự hỏi nếu ta có thể từ đống xương trắng phát hiện ra cái gì? Lý Hoa Thước trả lời, nói không chừng có thể nghĩ ra cách rời khỏi nơi này. Nói thật, bản thân Lý Hoa Thước cũng không tin, nhưng dù sao ở loại nơi quỷ quái này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ánh mắt Ninh Lão Tiên mang theo hâm mộ, ngươi còn có việc làm, không giống ta. Ai, ngoại trừ một thân công phu ra, Ninh Lão Tiên không còn kỹ năng nào khác. Ngươi có thể ngồi trên mặt đất vẽ rắn. Lý Hoa Thước nói, ngươi chưa từng nghe qua câu chuyện trông mơ giải khát sao. Ngươi thích hàn rắn, vẽ thêm một vài con rắn trên mặt đất, có thể giết thời gian, nhưng cũng có thể cho mình sự thoải mái tinh thần. Ninh Lão Tiên tức giận cất một tiếng, Lão Phu còn không đến mức ấu trĩ đến trình độ này. Còn người Nam Cung Quân chăm chú nhìn xa xa, vị trí cô ngồi gần cửa lớn bí ẩn nhất. Giờ phút này, vẻ mặt Nam Cung Quân toát ra một trận lo lắng, ta không sợ không có cách nào rời khỏi nơi này. Trong lòng ta đặc biệt lo lắng chính là Thiên Tiêu Tôn giả hiểu được ý của Nam Cung Quân. Nam Cung Quân không mang theo bất kỳ dây dưa nào quyết đoán cắt đứt liên lạc giữa hai ốc biển nhỏ, chính là vì cắt đứt cơ hội Sở Trần tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên. Nhưng cô vẫn lo lắng, tiểu tử Sở Trần kia sẽ lỗ mãng xông vào. Bên cạnh Sở Trần còn có một người con gái, hy vọng cô ta có thể khuyên bảo Sở Trần. Thiên Tiêu Tôn giả cảm thán, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có cách nào khác. Cách đó không xa là trận doanh phái Bắc Đẩu. Ánh mắt Mộ Dung Luật tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Nam Cung Quân, theo hắn thấy, là quân ma nữ triệt để đoạn tuyệt hy vọng bọn họ rời khỏi cấm địa, nếu như không phải kiêng kỵ uy lực của cơ quan trận pháp, hắn hận không thể lập tức đánh chết quân ma nữ. Thần Hồng Sư Huynh, chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Mộ Dung Luật thần sắc cực kỳ không cam lòng, trong nhà hắn còn có vợ đẹp, đang chờ hắn trở về. Nếu hắn chậm chạp không về, vậy, Mộ Dung Luật quả thực không dám tưởng tượng. Mộ Dung Thần Hồng thở dài một tiếng, trừ phi Sở Trần cầm ốc biển nhỏ xông vào cấm địa, hơn nữa tìm được nơi này, thỏa mãn hai điều kiện trên, chúng ta còn có cơ hội rời đi. Nhưng mà, nếu như là ngươi, ngươi sẽ ở dưới tình huống biết rõ cấm địa nguy hiểm như vậy, mạo hiểm mang theo ốc biển nhỏ xông vào sao? Mộ Dung Luật ngây ngẩn cả người, vẻ mặt càng dần dần tuyệt vọng. Có thể không, câu trả lời đương nhiên hay không, cho dù để cho hắn lựa chọn 100 lần, 1000 lần. Một vạn lần, đổi lại là hắn cũng không có khả năng mang theo ốc biển nhỏ xông vào. Huống chi, đối phương chính là thiếu chủ cửu huyền, thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô hạn, tương lai một mảnh đường thẳng, căn bản không thể lấy thân mạo hiểm như vậy. Ngươi xem, người của cửu huyền môn so với chúng ta càng thêm hiểu rõ đệ tử của bọn họ. Ánh mắt Mộ Dung Thần Hồng liếc qua, lắc đầu, Lý Hoa Thước kia tựa hồ có chút thần trí không rõ ràng, lại chạy đi nghiên cứu một đống xương trắng. Càng thêm buồn cười chính là, người xem Ninh Lão Quỷ, cầm cành cây trên mặt đất không biết vẽ cái gì, còn vừa vẽ vừa nuốt nước miếng, ấu trĩ đến cực điểm. Mộ Dung Luật trực tiếp lập người ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Trong hoàn cảnh nghẹn khuất này, mọi người đều có thể phát điên. Cho nên, lúc này, không ai đi chào phúng Lý Hoa Thước cùng Ninh Lão Tiên, thậm chí, cũng có người đi theo cầm lấy cành cây, viết trên mặt đất. Trận doanh chiến Long Đảo, không còn hy vọng nữa rồi. Thân sắc của một người uể oải, ta còn rất nhiều chuyện chưa từng làm, thế nhưng, đều không có cơ hội. Đừng viết nữa, những điều ngươi viết này, sẽ có người có thể nhìn thấy. Cho dù nhìn thấy, vậy đối phương lại có thể đi ra ngoài sao?
đều tại quân ma nữ, trận doanh chiến Long Đảo, sau khi thanh âm này hạ xuống, rất nhiều ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Nam Cung Quân. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, đừng để cho ta có cơ hội, ta nhất định phải đuổi tận giết tuyệt cửu huyền môn. Một người tức giận gầm nhẹ, nếu như có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho các đệ tử của ta biết, cửu huyền môn, chính là kẻ thù vĩnh viễn của chiến Long Đảo. Đừng nghĩ nhiều, cho dù đệ tử cửu huyền môn rửa sạch cổ cho ngươi đi chém, ngươi bây giờ cũng không ra được. Khuôn mặt Trạm Đông Sơn cũng âm trầm, trong lòng hắn là tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Trạm Đông Sơn vô cùng rõ ràng, bọn họ không có cách nào đi ra ngoài, chiến Long Đảo cũng không còn. Ta thực sự không cam lòng. Người đàn ông ngồi bên cạnh Trạm Đông Sơn họ Nghiêm, là thủ lĩnh Nghiêm thị của chiến Long Đảo, Nghiêm Tung Khánh. Nội tâm Nghiêm Tung Khánh nghẹn một cỗ tức giận, không có cách nào phát tiết ra, cảm giác mình sắp nổ tung, theo bản năng liền cầm lấy một tảng đá dưới chân, hung hăng ném ra ngoài. Bù, cục đá bị phá vỡ. Ầm, một tiếng chấn động chói tai vang lên. Viên đá này rõ ràng đập mạnh vào tường vây. Trong nháy mắt này, không khí xung quanh phảng phất đều trong nháy mắt ngưng động lại. Trong mắt mọi người đều theo bản năng phóng đại, tim đập như trực tiếp bỏ sót một nhịp. Một giây sau, cả đám nhao nhao nhảy lên, cẩn thận mũi tên nhọn, mau tránh ra, Nghiêm Tung Khánh người điên rồi, muốn hại chết mọi người sao? Kể cả cửu huyền môn, võ giả bốn tông đều có điều kiện phản xạ xông ra ngoài. Uy lực của cơ quan trận pháp cấm địa, đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là bóng tối của cái chết. Nhưng mà, sau một trận khủng hoảng cực độ, thần sắc mọi người dần dần biến ảo, nhìn chằm chằm vào bức tường. Lần này, cơ quan trận pháp, lại, không có kích hoạt. Đây, chuyện gì vậy? Vừa rồi rõ ràng không có nhìn lầm, tảng đá đánh trúng tường vây, vì sao không có xuất động cơ quan trận pháp? Đột nhiên biến hỏa này, khiến trong lòng mọi người lại nhen nhóm hy vọng. Thử lại lần nữa, Nghiêm Tung Khánh thần sắc vui vẻ, phát hiện mấu chốt này tất cả đều là bởi vì công lao của một viên đá. Nếu thật sự bởi vậy mà làm cho võ giả bốn tông thoát khốn, Nghiêm Tung Khánh hắn sẽ trở thành anh hùng của bốn tông. Nghiêm Tung Khánh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành anh hùng này, hắn không chút do dự lần nữa ném một tảng đá lớn hơn. Ầm, tảng đá đập vào tường, bị vỡ. Cơ quan trận pháp, vẫn như cũ không có khởi động. Chẳng lẽ là, bởi vì một trong những chìa khóa đớ được đặt vào. Trạm Đông Sơn thốt ra, ánh mặt mang theo lãnh ý nhìn chằm chằm Nam Cung Quân, quân ma nữ. Cô nhìn thấy không? Ốc biển nhỏ quả thật chính là chìa khóa mở đại điện, nhưng cô lại một mực cố chấp, cắt đứt liên lạc giữa hai ốc biển nhỏ. Ngươi làm sao lại lôi lại chuyện cũ, điều này đã trở thành sự thật. Nam Cung Quân không tiện đáp lại, thậm chí còn lười liếc nhìn Trạm Đông Sơn một cái, nếu ngươi muốn rời khỏi cấm địa, liền nghĩ cách kế tiếp phải làm như thế nào, nếu như ngươi chỉ thuần túy nghĩ ra một hơi, vậy thì mau lại đây, bổn ma nũ, nhận. Không sợ chút nào. Ánh mắt Trạm Đông Sơn càng thêm lạnh lẽo. Cửu huyền môn sau khi tiến vào cấm địa, hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Lần này nếu như có thể đi ra ngoài, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cửu huyền môn. Nhưng mà giờ phút này, việc cấp bách, đương nhiên là tìm cách đi ra ngoài. Nếu như trận pháp cơ quan thật sự biến mất mà nói, vậy chúng ta có phải hay không có thể vượt qua tường vây? Bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên giữa bốn tổng võ giả. Nhưng đồng thời, hình ảnh lúc trước bị đâm thành nhím cũng xẹt qua trong đầu. Thoạt nhìn trận pháp cơ quan là biến mất, nhưng, ai dám là người đầu tiên thử. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Nghiêm Tung Khánh đứng ra, không bằng, chúng ta cho cửu huyền môn một cơ hội lấy công chuộc tội đi. Lời nói của Nghiêm Tung Khánh vừa dứt, ánh mắt võ giả ba tông đều nhìn về phía cửu huyền môn. Lời này, có lý. Cửu huyền môn có nghĩa vụ phải đi làm chuyện này, vì sai lầm lúc trước của mình bù đắp. Nhưng, bọn họ cũng rất rõ ràng, với tính cách của mạch chủ cửu đại này, bọn họ chưa chắc sẽ vui vẻ đáp ứng. Võ giả ba tông nhao nhao đứng lên, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào mạch chủ cửu huyền. Không có cơ quan trận pháp uy hiếp, lần này, bọn họ liên thủ đối phó mạch chủ cửu huyền, không cần có bất kỳ một tia kiêng kỵ nào. Quân ma nữ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, người có mấy phần náng lực. Ánh mắt Mộ Dung Luật không tốt, hắn đã sớm nhìn Nam Cung Quân không vừa mắt, lần này. Liền thừa dịp này, võ giả ba tông liên thủ, hung háng dạy cho quân ma nữ một bài học. Bị nhốt ở nơi quỷ quái này thời gian dài như vậy, Mộ Dung Luật nóng lòng nhớ nhà, trong lòng oán khí cực nặng. Mạch chủ cửu huyền liếc nhau một cái. Thiên Tiêu tôn giả cao giọng cười, nếu chư vị đạo hữu nguyện ý nhường danh sách người đầu tiên tiến vào đại điện cho cửu huyền môn,
vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Thiên Tiêu Tôn giả còn cúi đầu rất nhẹ, tỏ vẻ cảm tạ, lập tức ngẩng đầu lên, quân sư muội, muội thông minh nhất, không bằng đi trước đi. Chờ tin tốt của ta, con ngươi Nam Cung Quân phát sáng, mơ hồ mang theo vài phần khẩn cấp. Lúc này, võ giả ba tông không khỏi sửng sốt một chút. Cửu huyền môn, lại không có phản đối. Đây không giống như tính cách của họ. Trạm Đông Xôn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thốt ra, chờ một chút. Trạm Đông Xôn nhìn chằm chằm Thiên Tiêu Tôn giả, từ từ nói, nhiệm vụ của các người chỉ là đi lên điều tra một chút cơ quan trận pháp còn tồn tại hay không, nhưng mà, các người không thể dẫn đầu tiến vào đại điện. Vừa dứt lời, võ giả ba tông mới giật mình, sơ suất rồi, chỉ lo nghĩ đến tính nguy hiểm của cơ quan trận pháp, lại suýt nữa quên mất, bên trong cất giấu đại cơ duyên. Nếu như cơ quan trận pháp toàn bộ đều đã biến mất mà nói, bọn họ chẳng phải là nhường cơ hội lấy đại cơ duyên sao? May mắn là Trạm Đông Sơn đã kịp thời phát hiện, khó trách mạch chủ Cửu Huyền vui vẻ đáp ứng như vậy. Mạch chủ Cửu Huyền, mỗi người đều là lão ngân tệ. Võ giả ba tông ai nấy đều thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, từng trận hừ lạnh. Không sai, các người chỉ là thăm dò, không thể tiến vào. Mộ Dung Thần Hồng cũng vội vàng mỏ miệng. Nam Cung Quân híp mắt cười, được a, tín nhiệm giữa người với người, ở chỗ này không phải đã thể hiện ra. Nam Cung Quân vừa muốn nhảy lên, Mộ Dung Luật đột nhiên biến sắc, không đúng, quân ma nữ không dễ nói chuyện như vậy, cho dù cô ta đột nhiên đi vào, chúng ta cũng không có cách nào bắt cô ta. Lời này có lý, võ giả ba tông lần nữa chần chờ. Ninh Lão Tiên không kiêng nề gì cười nhạo, vừa sợ chết lại nhớ đại cơ duyên, các ngươi thoạt nhìn giống như là một đám hề nhảy nhót. Liễu nghi của Nam Cung Quân cũng nhắc lên, có thể nói một lời thẳng thắn hay không? A-di-đà Phật, Huyền Linh Đại Sư lại cực kỳ hiếm thấy đi ra, chủ động mở miệng, bần tàng có một đề nghị. Đại sư nói đi, Mộ Dung Thần Hồng vội vàng mở miệng, hắn biết tính tình Huyền Linh Đại Sư, không có đề nghị chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi ra nói ra. Phật môn có lời niệm chú, tên là Tịnh Hồn. Huyền Linh Đại Sư mở miệng nói, chỉ cần Nam Cung thí chủ nguyện ý tiếp nhận Tịnh Hồn chú. Bần tăng lấy danh đạt ma hứa hẹn, sau khi thăm dò chấm dứt, lập tức giải chú cho Nam Cung thi chủ. Lời vừa dứt, ánh mắt võ giả ba tông ỏ, đây nhao nhao sáng lên. Bọn họ đều là cường giả khí tức cảnh, kiến thức rộng rãi, đối với một vài thần bí chú ngữ của đạt ma sơn cũng có hiểu rõ. Tịnh hồn chú, như tên cho thấy, tịnh hóa linh hồn. Người bị dùng tịnh hồn chú, linh hồn sẽ trong thời gian ngắn trống rỗng, một mảnh tinh khiết, sau đó làm ra. Tất cả đều dựa vào mệnh lệnh của người thi triển chú. Chúng ta đồng ý, quân tiên tử hẳn là tin tưởng qua Huyền Linh Đại Sư mới đúng, Huyền Linh Đại Sư chỉ là vì an tâm của mọi người, sẽ không hại quân tiên tử. Kế này của Huyền Linh Đại Sư có thể thực hiện được. Võ giả ba tông đều nhao nhao gật đầu. Nam Cung Quân khuôn mặt ý cười vẫn không giảm, nhìn Huyền Linh Đại Sư cảm thấy, ta sẽ đồng ý. Hai tay của Huyền Linh Đại Sư khép lại, đây là cách tốt nhất. Vậy chỉ có thể ủy khuất ba tông các người, tự mình đi lên thăm dò. Nụ cười của Nam Cung Quân thấm đẫm lãnh ý, cô làm sao có thể tùy ý Huyền Linh Đại Sư thi triển tịnh hồn chú đối với cô, tương đương với Huyền Linh Đại Sư có thể tùy thời khống chế sống chết của cô. Mọi người, mời, Ninh Lão Tiên cười mở miệng nói, chúng ta cũng không giống nhau, chúc mừng các người dẫn đầu tiến vào đại điện, thu hoạch đại cơ duyên. Thần sắc võ giả ba tông âm trầm, bọn họ giống như nhìn thấy một miếng bánh ngọt trên đường. Muốn ăn, lại lo lắng bánh ngọt cỏ độc, nhưng để cho người khác đi thử, lại sợ người khác trực tiếp nuốt hết bánh ngọt. Tâm lý rối rắm, Huyền Linh Đại Sư, Trạm Đông Sơn mở miệng, ta có một đề nghị, nếu quân ma nữ cự tuyệt không hợp tác, như vậy. Chúng ta liên thủ, bắt được những người còn lại của Cửu Huyền Môn, lại để quân ma nữ đi lên thăm dò, nếu quân ma nữ phối hợp với chúng ta, thì hai bên bình an vô sự. Nếu như không phối hợp, hậu quả Trạm Đông Sơn đương nhiên không cần nói ra. Loại cách này đối với ba tông mà nói không có bất kỳ tổn thất nào nhưng lại có thể thám dò ra biện pháp hư thực của cơ quan trận pháp, võ giả ba tông đương nhiên cũng không có dị nghị. Đối với Cửu Huyền Môn như hổ rình mồi, mạch chủ Cửu Huyền liếc nhau một cái, Ninh Lão Tiên là người đầu tiên cười lạnh ra tiếng, lại coi Cửu Huyền Môn chúng ta là hồng mềm tới gây khó dễ. Xèo, Nam Cung Quân trực tiếp đưa kiếm trong tay áo ra, đôi mắt tựa như băng xương, vậy thì không có gì để nói. Muốn thăm dò trận pháp cơ quan huyền ảo rất nhiều cách, các người nhất định phải bắt Cửu Huyền Môn lấy thân mạo hiểm, thật sự cho rằng, chúng ta nhìn không ra tâm tư của các người.
Lý Hoa Thước cười nhạo, không ngoài việc nhìn thấy hy vọng tiến vào đại điện, muốn trước khi tiến vào đại điện, loại trừ một vài đối thủ cạnh tranh trước. Lối án của các người tuy rằng khó coi một chút, nhưng, ở cái chỗ này có chỗ tốt, các người làm ra, chỉ có các người tự mình biết, nếu có thế đi ra ngoài, cũng chỉ biết tuyên truyền với bên ngoài, cửu huyền môn ta trong cấm địa đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tầm mắt Thiên Tiêu Tôn giả híp lại, ý nghĩ rất tốt đẹp, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ba tông các người liên thủ, có phải là có thể dễ dàng bắt được 9 người chúng ta hay không? Mạch chủ cửu huyền đứng thành một hàng, trong mắt chiến ý nồng đậm. Đến đây, bớt nói nhảm, một đám tên gia hỏa mua danh trục lợi, lão tử ngược lại hy vọng các ngươi thật sự đoàn kết nhất trí đến đối phó cửu huyền môn, đáng tiếc, các ngươi hiện tại phỏng chừng đều đang suy nghĩ, để cho đối phương lên trước đi. Khuôn mặt võ giả ba tông âm trầm biến ảo, bọn họ đều thật không ngờ, mạch chủ cửu huyền lại trần trụi nói rõ ràng như vậy. Cứ như vậy, trực tiếp đặt bọn họ ở một vị trí cực kỳ lúng túng. Trong lúc nhất thời, võ giả ba tông có loại cảm giác không biết làm sao. Lên cũng không phải, lui cũng không được. Vốn định dùng thế ba tông để áp chế cửu huyền môn, lại không nghĩ tới, bị mạch chủ cửu huyền áp chế lại. Trước tường vây đại điện tối tám lạnh như băng, mạch chủ cửu huyền đứng song song với võ giả ba tông. Khuôn mặt võ giả ba tông biến ảo bất định, từ lúc bắt đầu lúng túng đến dần dần lộ ra hung quang, nếu cửu huyền môn đã nói rõ ràng, như vậy, bọn họ cũng không che giấu nữa. Không sai. Bọn họ quả thật muốn trước khi tiến vào đại điện, diệt trừ cửu huyền môn. Mặc dù bốn đại tông phái tên tuổi ngang nhau, nhưng trong mắt ba tông, cửu huyền môn thuộc về tà đạo, ba tông mới là đại phái chính thống thật sự. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên lựa chọn bài xích cửu huyền môn, mặc dù cửu huyền môn trước đó từng giúp bọn họ. Đúng như lời mạch chủ cửu huyền nói, chuyện hôm nay, chỉ có bọn họ biết được. Đợi đến khi rời khỏi cấm địa thiên ngoại thiên, đen trắng phải trái. Bọn họ nói định đoạt. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ thậm chí có thể bồi nhỏ cửu huyền môn đến mức mọi người trong giới võ giả hô đánh. Ánh mắt Trạm Đông Sơn lóe ra hào quang rét lạnh, chậm rãi mò, miệng nói, ba đại tông phái, mỗi người xuất ra 6 người, liên thủ đối phó cửu huyền môn, như thế nào? Tầm mắt Mộ Dung Thần Hồng khẽ híp lại, một lát sau, lúc này gật đầu, đồng ý. Huyền Linh Đại Xu, song trường khép lại, cũng không có gì nghị. Ba đại tông phái, tổng cộng phái ra 18 người. Mà cửu huyền môn, 9 đại mạch chủ. Trạm Đông Sơn ý tứ rất rõ ràng, 2 người, vây công 1 người cửu huyền môn. Những người còn lại, sẵn sàng ứng phó. Trạm Đông Sơn nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh tạm thời của liên minh ba tông, ra lệnh. Lúc này, ánh mắt chiến ý của Thiên Tiêu Tôn giả cũng nồng đậm lên, chuẩn bị đánh một trận đi. Ninh Lão Tiên cười lạnh, tất cả mau qua đây. Ánh mắt mạch chủ cửu huyền đều bắt đầu khởi động vẻ tức giận vô hình. Sau khi nhìn thấy hy vọng tiến vào đại điện, võ giả ba tông trước tiên nghĩ, lại là diệt trừ cửu huyền môn. Bởi vì chuyện Nam Cung Quân, bọn họ còn có lý do công khai. Đã như vậy, cửu huyền môn cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Chính là đánh một trận, lên, võ giả ba tông bao vây mà đến. Mười mấy võ giả khí tức cảnh phát động thế công mạnh nhất với mạch chủ cửu huyền. Trong khoảnh khắc, trước tường vây đại điện, khí tức cường tung hành ngang dọc xen kẽ. Vèo, 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 kim châm độ mệnh thuật, đến từ Lý Hoa Thước. Trong phút chốc, kim châm sắc bén phá không tập kích ra ngoài, bắn về phía 18 võ giả khí tức cảnh. Trận chiến trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm, mặt đất rừng rậm cấm địa phảng phất đều chấn động lên. Sở Trần đang báng bó vết thương cho Giang Khúc Phong, giờ phút này Giang Khúc Phong toàn thân trên dưới, chỉ có một đôi mắt còn chưa có băng gạc che lấp. Nhưng, ánh mắt có vẻ có chút cứng ngắc, trong mắt tựa hồ ngây ngốc không cách nào nhúc nhích. Hắn hiện tại như thế nào? Liễu Như Nhạn hỏi, Sở Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trên người Phong ca trúng vài loại độc, tuy rằng độc tố chí mạng đã giải hết, thế nhưng, trên người còn có kịch độc còn sót lại, hiện tại thân thể Phong ca tê liệt, rất khó di chuyển thân thể của mình, thậm chí ngay cả trong mắt, Liễu Như Nhạn nhìn Giang Khúc Phong. Trong mắt Giang Khúc Phong run lên một chút, ta sai rồi. Giờ này khắc này, Giang Khúc Phong muốn liên tục nuốt mấy gỏi thuốc hối hận. Hắn không rõ chính bản thân lấy đâu ra tâm tư, lại sẽ cảm thấy, trong này, sẽ có đại cơ duyên hắn đột phá đến khí tức cảnh. Dưới chân đột nhiên run lên, Giang Khúc Phong giống như xác ướp, cả người lại ngã xuống đất. Lần này, Sở Trần không có đỡ Giang Khúc Phong dậy trước, mà là đột nhiên ngẩng đầu, quan sát tình huống xung quanh. Gần đây có trận chiến, hai người liếc nhau một cái.
Sở Trần mừng như điên, nhất định là bọn họ cách trung tâm rừng rậm cấm địa càng ngày càng gần. Lúc này bộc phát chiến đấu, có thể là võ giả bốn tông đang thử tiến vào đại điện, gặp phải cơ quan trận pháp. Liễu Như Nhạn theo bản năng suy đoán, dù sao bọn họ một đường đi tới, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Phong ca, lúc này, Sở Trần mới phát hiện Giang Khúc Phong đã ngã xuống đất, vội vàng đi lên, đỡ Giang Khúc Phong dậy, đồng thời cũng nhìn thấy khóe mắt Giang Khúc Phong ngập nước mắt. Suy nghĩ một chút, không có cách nào, Sở Trần chỉ có thể khiêng Giang Khúc Phong lên, đặt ở trên vai, đi. Quyết đoán tăng tốc độ về phía âm thanh, ba đại tổng phái liên thủ công kích mạch chủ Cửu Huyền. Lúc này, hai bên đều dùng mọi cách, ba đại tông phái lấy nhiều đánh ít, cơ bản nhất là hai đánh một, nhưng khi hai người đều không có cách nào đối phó mạch chủ Cửu Huyền, võ giả ba tông lại có người gia nhập, dùng sức mạnh cường đại hơn đi đối phó mạch chủ Cửu Huyền. Thiên Tiêu Tôn giả, thật đúng là khó chơi. Trạm Đông Sơn nhìn chằm chằm một chỗ chiến đấu trong đó, bốn gã khí tức cảnh vây công Thiên Tiêu Tôn giả, Thiên Tiêu Tôn giả dựa vào sức mạnh của bùa, lấy một địch bốn, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Chú thuật kinh văn của Đạt Ma Sơn hẳn là có thể có tác dụng nhất định đối với bùa thuật của Thiên Tiêu Tôn giả. Mộ Dung Thần Hồng nhìn về phía Huyền Linh Đại Sư. Huyền Linh Đại Sư nhìn về phía trước, nửa hồi, chậm rãi nói, Quy Nhất, người đi đi. Bên cạnh, một gã võ tăng thân ảnh như điện, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Thiên Tiêu Tôn giả, mang theo thế lôi đình, oanh kích mà đi. Một chỗ khác, Mộ Dung Luật cùng một võ giả chiến long đảo vây công Nam Cung Quân. Thực lực bản thân Mộ Dung Luật cũng đã không còn ở trên Nam Cung Quân, hơn nữa bên cạnh có người hiệp trợ, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Quân ma nữ, ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Mộ Dung Luật thần sắc mang theo miệt thị cười, ngươi bây giờ mở miệng cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác. Còn ngươi Nam Cung Quân lạnh như bàng, ra tay như điện, thử phản kích. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, Thiên Tiêu Tôn giả một chiêu đánh lui đối thủ, hét lớn một tiếng. Mạch chủ Cửu Huyền phảng phất như trong lòng có thần giao cách cảm, đồng thời chợt phát lực, đánh lui võ giả trước mắt, hội hợp với Thiên Tiêu Tôn giả. Bày trận, Cửu Huyền kỳ trận, môn trận pháp này, mạch chủ Cửu Huyền ngày thường diễn luyện vô số lần, chính là vì ứng phó loại tình huống trước mắt này. Khi trận pháp bố trí ra, chín vị nhất thể, bất luận là tiến công hay là phòng ngự đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu như nói Cửu Huyền môn là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, như vậy, Cửu Huyền kỳ trận chính là kỳ môn đại trận đệ nhất. Ầm ầm, vô số công kích dày đặc oanh kích trên Cửu Huyền kỳ trận, không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Cửu Huyền kỳ trận. Cửu Huyền kỳ trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Trạm Đông Sơn nhướng mày, nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi nói, xem ra, nhất định phải ba người chúng ta cùng nhau ra tay, mới có thể phá trận. Thiên hạ trận pháp, mạnh mẽ có thể phá. Bọn họ không có tâm tư đi thử mổ xẻ trận pháp, tìm được trận pháp phá trận, lại đến đánh tan. Đối với ba tông mà nói, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về lực lượng, hoàn toàn có thể dùng lực phá trận. Không vội, khuôn mặt Mộ Dung Thần Hồng vẫn duy trì mỉm cười, bọn họ có thể kiên trì một canh giờ, năm canh giờ, thậm chí một ngày, hai ngày, còn có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng hay sao? Ta đề nghị, chia võ giả ba tông thành ba đợt, luân phiên công kích Cửu Huyền kỳ trận, trận pháp, tự nhiên có lúc phá. Huyền Linh Đại Sư gật đầu, Trạm Đông Sơn cũng giật mình. Chợt cười ha ha, cách này rất hay, Mộ Dung Thần Hồng cùng Trạm Đồng Sơn đều không nóng lòng ra tay, Huyền Linh Đại Sư vẫn bộ dạng không nghe thấy gì, khoanh chân ngồi yên, tay cầm tràng hạt, đếm từng viên, lặp đi lặp lại một vòng, tựa hồ tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Một màn này, khiến các võ giả còn lại đều âm thầm bội phục trạng thái tâm lý của Huyền Linh Đại Sư. Thật không hồ là Đại Sư Đạt Ma Sơn, phần trạng thái tâm lý này, không ai bằng, mất nhanh. Võ giả ba tông nhanh chóng chia làm ba nhóm, lần này, lấy tông phái của mình làm đơn vị, người dẫn đầu trùng kích Cửu Huyền kỳ trận chính là Chiến Long Đảo, một thanh trọng xích tựa như có trọng lượng ngàn cân, va chạm Cửu Huyền kỳ trận, đương nhiên, bọn họ không ồm hy vọng phá trận, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là làm mạch chủ Cửu Huyền tiêu hao. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tòa trận pháp này, có thể kiên trì được bao lâu thời gian. Mộ Dung Luật nở nụ cười, hứng thú nhìn cục diện phía trước, đáng tiếc. Cửu Huyền môn không có tinh thần thổ nạp thuật, nếu không, ngược lại có thể một đường kiên trì. Mộ Dung Luật dương dương đắc ý, hắn là người hiếm hoi phái bắt đầu thành công tu luyện tinh thần thổ nạp thuật. Oanh oanh oanh, trong Cửu Huyền kỳ trận, mạch chủ Cửu Huyền phân chia xếp vào các vị trí khác nhau, hô ứng lẫn nhau, hình thành tòa đại trận phòng ngự này,
bọn họ tiến công cũng sắc bén, nhưng hiện giờ đối thủ rõ ràng chỉ là tiêu hao bọn họ, làm thủ đoạn tiến công của bọn họ không có cách nào hoàn toàn thi triển. Đám ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm này, Ninh lão tiên cất một tiếng, chợt nhếch miệng nở nụ cười, mọi người, lần này, chúng ta chỉ sợ thật sự phải nói rõ ở chỗ này. Tất cả mọi người đều biết rõ, luận thực lực, hiện giờ ở chỗ này, mỗi một người đều là vô giả khí tức cảnh. Thực lực của thiên tiêu tôn giả ở cấp độ võ giả đỉnh phong, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Dưới chiến thuật của đối phương nhiều hiếp ít, cửu huyền môn, làn nhiều giữ ít. Lão đại, quyết định đi. Lực chú ý của mấy người đều đặt ở trên người thiên tiêu tôn giả. Thiên tiêu tôn giả trầm ngâm một hồi, trầm giọng mở miệng, bắt giặc phải bắt vua trước, đứng đầu ba đại tông phái. Thực lực Trạm Đông Sơn không thể nghi ngờ mạnh nhất, Đạt Ma Sơn Huyền Linh Đại Sư thứ hai, cuối cùng là Mộ Dung Thần Hồng Phái bắt đầu. Nếu như chúng ta bắt được một trong số đó, có thể dựa vào đó để áp chế võ giả tông phái, liên thủ với chúng ta đánh một trận, cứ như vậy, có lẽ còn có một đường sống. Nam Cung Quân cười khổ một chút, nói dễ, làm, khó như lên trời. Hiện giờ thủ lĩnh ba đại tông phái tụ tập cùng một chỗ, bất luận là công kích bất kỳ một người nào, đều sẽ khiến cho hai người khác phản kích. Huống chi, bọn họ mạo hiểm xuất kích, cửu huyền kỳ trận cũng không công tự phá. Đây là một chiến lược quyết đánh đến cùng, nhưng ngoài ra, bọn họ không có cách nào thử hai. Trong tay ta có một nhóm độc đan, là trong khoảng thời gian này ở trong rừng rậm thu thập được độc dược luyện chế. Lý Hoa Thước mở miệng, có thể có tác dụng tập kích. Thiên tiêu tôn giả ngay sau đó nói, bọn họ một mực phòng ngự bùa công kích của trấn hồn của ta. Nếu mà độc đan mở đường, ngược lại có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Vậy mục tiêu của chúng ta, không thể nghi ngờ, tỷ lệ thành công cao nhất chính là Mộ Dung Thần Hồng. Bây giờ là võ giả chiến long đảo công kích cửu huyền kỳ trận, đợt tiếp theo, rất có thể chính là phái bắc đấu. Đợi phái bắc đầu đến, chúng ta trong nháy mắt tan rã trận pháp, độc đan của Lý Hoa Thước mở đường, ta lấy bùa trấn hồn theo sát, mục tiêu, Mộ Dung Thần Hồng. Mộ Dung Thần Hồng cũng không biết mình đã bị mạch chủ cửu huyền theo dõi, giờ phút này thần sắc đang mang theo trêu tức nhìn về phía trước. Một tiếng trôi qua, bọn họ ước định xong, mỗi một tông phái, tiêu hao cửu huyền môn một tiếng. Tất cả đều theo ta. Mộ Dung Luật dẫn đầu xông lên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Võ giả phái bắt đầu tiến về phía cửu huyền kỳ trận, đồng thời, võ giả chiến long đảo nhanh chóng lui về phía sau. Chính là lúc này. Thiên tiêu tôn giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cửu huyền kỳ trận không hề báo trước tan rã, mạch chủ cửu huyền trùng kích võ giả phái bắt đầu. Mộ Dung Luật theo bản năng sửng sốt, xèo, 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 từng viên độc đan phá không xông về phía vị trí mấy người Trạm Đông Sơn đang đứng. Cẩn thận ám khí, tầm mắt Trạm Đông Sơn híp lại, thật không ngờ, lúc này, cửu huyền môn lại còn dám khởi xướng phản kích. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên. Độc đan phóng thích ra khói độc, tràn ngập. Đây là, khí độc. Không ít người sắc mặt mãnh liệt biến đổi, theo bản năng nhao nhao lui về phía sau. Lúc này, ở phía sau độc đan, từng tấm bùa ném ra, trống rỗng nổ tung. Giờ khắc này, thiên tiêu tôn giả không có chút giữ lại, bùa trấn hồn xuất hiện, như vạn châm đồng phát, đâm đau linh hồn của võ giả ở gần phía trước. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Một giây sau, thiên tiêu tôn giả đã vô hạn áp sát Mộ Dung Thần Hồng, trong tốc độ ánh sáng, Mộ Dung Thần Hồng cùng với Trạm Đông Sơn đều tỉnh ngộ, hiểu được. Cửu huyền môn, một àn cả ngã về không, hung lang trước khi bị sán giết phản công cuối cùng mà thôi. Trạm Đông Sơn không sợ hãi, hắn tay cầm trọng xích, thấy thiên tiêu tôn giả, cười lạnh vung thước mà đi, nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh một đạo thân ảnh vọt tới, lấy binh khí trong tay ngán trở công kích của trọng xích, Đông Sơn lão tặc. Đối thủ của ngươi là lão tử. Ầm ầm, người này là mạch chủ cửu huyền sơn mạch, Liêu Thiên Trọng, bình thường không tiếng động, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không nương tay chút nào, dựa vào tố chất thân thể quá cứng rắn của mình, cứng rắn chống đỡ trọng xích công kích của Trạm Đông Sơn, mặc dù dưới một kích liền lui về phía sau một đoạn, nhưng không đợi Trạm Đông Sơn truy kích thiên tiêu tôn giả, lập tức lại vướng vào. Nhiệm vụ của Liêu Thiên Trọng chính là quấn lấy Trạm Đông Sơn. Mục tiêu của Lý Hoa Thước là Huyền Linh Đại Sư, khi cửu huyền môn đột nhiên phát động phản kích, phản ứng của Huyền Linh Đại Sư cũng cực nhanh, muốn đối kháng với thiên tiêu tôn giả, Lý Hoa Thước cùng Nam Cung Quân liên thủ, ngăn cản Huyền Linh Đại Sư tiến công. Nói thì chậm khi đó nhanh, thiên tiêu tôn giả đã đến gần Mộ Dung Thần Hồng. Đến lúc này, Mộ Dung Thần Hồng đương nhiên cũng hiểu, mục tiêu của cửu huyền môn chính là hắn. Mang theo cảm xúc bi phẫn,
Mộ Dung Thần Hồng ra sức ngăn cản, đồng thời cũng nhanh chóng rút lui. Hắn biết thực lực của Thiên Tiêu Tôn giả, lời nói của một mình hắn, căn bản ngăn cản không được. Nếu như hắn bị Thiên Tiêu Tôn giả bắt giữ, như vậy, toàn bộ phái Bắc Đẩu đều sẽ bị kiềm chế. Bùa so với thân ảnh Thiên Tiêu Tôn giả tới nhanh hơn, trong khoảnh khắc liền nổ tung trước mặt Mộ Dung Thần Hồng, trong đó còn bao gồm bùa chấn hồn. Mộ Dung Thần Hồng sớm đã đề phòng công kích của bùa chấn hồn, hóa giải đại đa số thế công, nhưng điều này cũng làm chậm tốc độ lui về phía sau của hắn. Trong giây sau, Thiên Tiêu Tôn giả đã áp chế, vung trưởng oanh kích. Bịch bịch bịch, ba trưởng liên tục rơi vào trên người Mộ Dung Thần Hồng. Khiến Thiên Tiêu Tôn giả thật không ngờ chính là, Mộ Dung Thần Hồng lại không có lựa chọn gắng gượng chống đỡ, hắn mạo hiểm bị thương, dựa theo trưởng lực lui về phía sau, dầm một tiếng đụng vào một gốc cây đại thụ, lá cây rơi xuống, Mộ Dung Thần Hồng thân ảnh ngã xuống đất, có vẻ chật vật, nhưng lúc này, khuôn mặt Mộ Dung Thần Hồng cũng lộ ra tươi cười, lần này, hắn bị thương nhẹ. Tuy nhiên, rất đáng, kế hoạch chém đầu của Cửu Huyền Môn thất bại, mạch chủ Cửu Huyền tách ra, Cửu Huyền kỳ trận không có cách nào bố trí lại. Không đợi Thiên Tiêu Tôn giả lần nữa phát động công kích, võ giả ba tông đã kịp thời chạy tới, vây công Thiên Tiêu Tôn giả. Cơ hội, không còn nữa. Thiên Tiêu Tôn giả trong lòng trầm xuống, thần sắc hiện lên không cam lòng. Mạch chủ còn lại Cửu Huyền trong lòng cũng phát ra một tiếng thở dài. Xác suất thành công của kế hoạch này vốn rất thấp, nhưng đây cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Bọn họ thử rồi, kết quả là, không có kỳ tích. Nam Cung Quân hít sâu một hơi, vậy tử chiến một trận đi. Chiến, mạch chủ Cửu Huyền ra sức nghênh địch, bịch, Trạm Đông Sơn cười lạnh, coi thường Liêu Thiên Trọng trước mắt lại lần nữa bị đánh lui, người có thể đỡ ta mấy chiêu. Dưới gốc cây đại thụ, Mộ Dung Thần Hồng hung háng lau vết máu trên khóe miệng. Lấy ta làm hồng mềm đúng không? Coi thường ta, giết sạch mạch chủ Cửu Huyền. Ánh mắt Mộ Dung Thần Hồng tàn nhẫn, sắc bén vô cùng. Có bản lĩnh, lại giết ta a. Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên cảm giác cổ truyền đến một trận cảm giác lạnh lẽo, theo bản năng đưa tay sờ một chút, giật mình. Trên cổ hắn, từ khi nào có một con dao sắc nhọn, Mộ Dung Thần Hồng vừa định phản ứng, bên tai đã truyền đến một đạo thanh âm, không được nhúc nhích, nếu không chém đầu ngươi. Ánh dao đâm vào cổ họng, có thể nhìn thấy máu chảy ra lờ mờ. Mộ Dung Thần Hồng không dám động đậy. Phía sau đại thụ, một thân ảnh cao ngất thon dài lắc mình đi ra. Xin lỗi, người đã bị bắt, đồng thời, ngẩng đầu đảo qua chiến trường, giận dữ quát một tiếng, dừng tay. Thanh âm giống như sấm sét vang vọng mà rơi xuống, đột ngột vô cùng. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, nhao nhao ghẻ mắt nhìn qua, đó là, phía sau Mộ Dung Thần Hồng, lại có một thanh niên đứng, dao nhỏ trong tay anh thực ra là một thanh chủy thủ tinh xảo, sắc bén vô cùng, rơi vào trên người Mộ Dung Thần Hồng. Hắn là ai? Cấm địa thiên ngoại thiên tối tàm khổng ánh mặt trời này, ngoại trừ bốn đại tông phái, làm sao có thể còn có người khác. Đồng tử Trạm Đông Sơn đột nhiên co rụt lại, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm phía trước, giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi, là người của thiên ngoại thiên tiến vào cấm địa. Đám người Nam Cung Quân cho rằng mình sinh ra ảo giác, khó có thể tin nhìn phía sau Mộ Dung Thần Hồng. Trần trần, làm sao lại đến đây? Như thần binh trời giáng xuống, hơn nữa còn trực tiếp khống chế Mộ Dung Thần Hồng. Mạch chủ Cửu Huyền phản ứng nhanh nhất, bọn họ trước tiên đều xông tới hướng Mộ Dung Thần Hồng, võ giả ba đại tông phái còn lại vừa muốn truy kích, Sở Trần trực tiếp hét lớn một tiếng, ở trên người Mộ Dung Thần Hồng xẹt qua một vết chéo, Mộ Dung Thần Hồng kêu thảm thiết, võ giả phái Bắc Đẩu dẫn đầu dừng bước, hai tông khác không rõ tình hình, cũng theo bản năng dừng lại. Sở Trần nhìn Nam Cung Quân, khuôn mặt toát ra tươi cười, quân tỷ tỷ, ta tới rồi. Nam Cung Quân đi qua. Hung hăng trừng mắt Sở Trần một cái, thiếu tử thúi, ta cắt đứt liên lạc giữa ốc biển nhỏ, ngươi làm sao tìm được đến đây? Lời vừa dứt, trong lòng Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên chấn động. Hắn nghĩ đến thân phận thanh niên này phía sau, đệ tử thân truyền của mạch chủ Cửu Huyền, Sở Trần. Một con ốc biển nhỏ khác, ngay trên người hắn. Ngươi tới thật tốt, Mộ Dung Thần Hồng vội vàng mở miệng nói, đều là một hồi hiểu lầm, kẻ thù thật sự của võ giả bốn tông chúng ta là thiên ngoại thiên. Không nên ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Khuôn mặt Sở Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm sau gáy Mộ Dung Thần Hồng, vừa rồi kêu gào muốn giết sạch Cửu Huyền Môn, lại là một hồi hiểu lầm a, dao gàm trong tay ta ở cổ họng ngươi vẽ một vết thương, có phải cũng là một hồi hiểu lầm hay không? Mộ Dung Thần Hồng chợt cảm thấy cổ họng truyền đến một trận lạnh lẽo vô cùng, thân thể run lên, môi đều tái nhợt xuống.
Thiên Tiêu Tôn giả thần sắc nghiêm túc, đánh giá Sở Trần, vô cùng bất ngờ, người đột phá đến khí thức cảnh rồi. Vừa dứt lời, mạch chủ Cửu Huyền nhao nhao kinh hãi, khó có thể tin nhìn Sở Trần. Khí thức cảnh, bọn họ đều rõ, Thiên Tiêu Tôn giả vì rèn luyện linh hồn Sở Trần, dùng bùa trấn hồn khóa Sở Trần lại suốt năm nám. Thiếu năm nám thời gian tu luyện, Sở Trần lại còn có thể nhanh như vậy liền đột phá đến khí tức cảnh. Nam Cung Quân càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cô chính không lâu trước đây gặp qua Sở Trần, lúc ấy thực lực của Sở Trần, khoảng cách khí tức cảnh còn có một đoạn khoảng cách rất xa, Sở Trần mỉm cười, gật đầu, không sai. Có thể mang đến chấn động cho chín vị sư phụ, đối với Sở Trần mà nói, là một chuyện rất đắc ý. Giờ này khắc này, không chỉ có mạch chủ Cửu Huyền, võ giả ba tông cũng đều khiếp sợ. Đệ tử thân truyền của mạch chủ Cửu Huyền, tuổi còn trẻ chính là khí tức cảnh. Cửu Huyền môn xuất hiện một tuyển thủ yêu nghiệt ngàn năm không gặp. Điều này khiến các giáo phái khác cho như thế nào? Sở Trần, ốc biển nhỏ đâu? Trận doanh phái bắt đầu, Mộ Dung Luật Trấn Thanh mở miệng, nếu ngươi đã tiến vào, như vậy, tất cả mọi chuyện chúng ta bỏ qua chuyện cũ, ngươi mở đại điện, bốn tông chúng ta cùng nhau rời đi. Âm thanh này nghe có vẻ hơi quen thuộc. Sở Trần đánh giá Mộ Dung Luật một cái, ngươi chính là Mộ Dung Luật. Mộ Dung Luật ngẩn ra, ngươi biết ta. Ta có nghe qua vài chuyện về ngươi. Sở Trần cười đùa, từ từ mở miệng nói, nghe nói ngươi có vương sư điệt, có việc không có việc gì đều đến nhà ngươi ăn cơm, đúng rồi, lúc ngươi không ở nhà, im miệng. Sắc mặt Mộ Dung Luật đều biến thành màu xanh, giống to cắt đứt thanh âm của Sở Trần, khuôn mặt nóng lên, tức giận đến phát run. Loại bí mật tông phái này, lại bị người ngoài nói ra. Giờ này khắc này, ánh mắt võ giả bốn tông đều mang theo vài phần ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Luật. Mộ Dung Luật có loại cảm giác muốn chui xuống lòng đất. Người này, đáng ghét. Ánh mắt Sở Trần đảo qua, nhìn Huyền Linh đại sư, ha ha một tiếng, các đại sư Đạt Ma Sơn, có phải trong lòng đều rất hưng phấn, lại cỏ kịch có thể xem, sau đó bề ngoài làm bộ vân đạm phong khinh. Vừa dứt lời, khuôn mặt của các võ tăng Đạt Ma Sơn kịch liệt biến ảo, có loại cảm giác trong nháy mắt bị người kéo mặt nạ ra. Quy Nhất đại sư, tức giận bại hoại, ngươi, nói bậy nói bạ. Quy Nhất đại sư không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, nhất thời khiến những người còn lại trợn mắt há hốc mồm. Trong nhận thức của bọn họ, các đại sư Đạt Ma Sơn, đối mặt với bất kỳ tình huống nào đều là không quan tâm hơn thua. Nhưng hiện tại, một câu của Sở Trần liền phá vỡ phòng ngự của bọn họ, điều này đại diện cho cái gì? Sở Trần nói, dĩ nhiên là thật. Các ngươi cho rằng, chuyện trên người mình, thật sự không ai biết sao. Sở Trần cười ha hả, môi như mũi tên nhọn. Từng mũi tên bắn xuyên qua trái tim võ giả ba tông, từng câu, bạo liệu, khiến bọn họ có loại cảm giác bệnh tim sắp phát tác, một đám theo bản năng cúi đầu, cầu nguyện đừng để Sở Trần nhìn chằm chằm. Nam Cung Quân nhìn Sở Trần, khuôn mặt toát ra mỉm cười, cô hiểu ôi. Sở Trần biết những chuyện này, là bảo y vì lúc các tông quản ốc biển nhỏ nói chuyện, bọn họ cho rằng không ai biết, không biết, thanh âm đều đã truyền đến trong tai Sở Trần qua một ố biển nhỏ khác. Sở Trần càng nói càng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của mấy vị sư phụ bên cạnh mình, đã xấu hổ đến mức sắp làm nát lòng bàn chân của mình. Lúc ốc biển nhỏ ở trong tay bọn họ cũng nói không ít chuyện bí mật, chỉ có điều, lúc này mũi nhọn của Sở Trần chỉ nhằm vào ba tông. Dừng một chút, Sở Trần nhìn thoáng qua Mộ Dung Thần Hồng trước mặt, ngươi chính là tông chủ phái bắt đầu Mộ Dung Thần Hồng, đừng tưởng rằng ngươi thành tù binh, những tâm tư nhỏ nhặt của ngươi ta cũng không tiết lộ ra ngoài. Ngươi có phải thương nhớ con gái đảo chủ Chiến Long đảo hay không? Cho dù là dưới loại tuyệt cảnh này, đều còn nhớ mãi không quên. Vừa dứt lời, trong mắt Trạm Đông Sơn đột nhiên mở to, ngực phập phồng kịch liệt, giận dữ nhìn Mộ Dung Thần Hồng, lão tặc. Sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên đại biến, ánh mắt lóe ra, hổn hển, ngươi, đủ rồi, đừng quấy rầy bản tông chủ. Nhưng ai cũng nghe ra, ngữ khí Mộ Dung Thần Hồng rất yếu. Lần này, Sở Trần ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là nhất thời nói cao hứng, thuận miệng bịa đặt lung tung, muốn dò xét tâm thái của hai đại tông phái, không nghĩ tới, cư nhiên một câu nói phá thiên cơ. Cái miệng này của mình, phát ra ánh sáng. Sở Trần thần sắc chân thành nhìn Mộ Dung Thần Hồng, Mộ Dung tông chủ, thích dũng cảm nói ra, người đường đường là người nắm quyền của phái Bắc Đấu, chẳng lẽ còn không xứng với con gái của đảo chủ Chiến Long đảo sao? Theo đuổi tình yêu ngọt ngào, có gì sai? Vừa dứt lời, Mộ Dung Thần Hồng còn chưa kịp có phản ứng gì, Trạm Đông Sơn đã tức giận huy động trọng xích trong tay, xông lên, đi chết đi.
Trạm Đông Sơn thế tới hùng hồ, trợn mắt nhìn thẳng Mộ Dung Thần Hồng. Trạm Đông Sơn có mấy đứa con trai, con gái nhỏ nhất, cũng chỉ có một con gái, Trạm Đông Sơn coi là chân bảo trên tay. Trong đầu ông ta vừa nghĩ đến con gái của mình lại bị Mộ Dung Thần Hồng nhó thương, liền lửa giận ngút trời. Lão tặc, tuổi tác của hắn và con gái mình cách nhau ít nhất hai vòng. Lại còn muốn trâu già gặm cỏ non, lão tử một thước giết chết hắn. Trạm Đông Som không chút do dự giơ trọng thước giết về phía Mộ Dung Thần Hồng. Đông Sơn đảo chủ, người nghe ta giải thích. Sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng đại biến, Sở Trần cũng rất đúng lúc buông tay ra. Mộ Dung Thần Hồng ở tổng lúc tốc độ ánh sáng né tránh công kích của Trạm Đông Sơn. Ánh mắt Trạm Đông Sơn càng lạnh, không nghe. Mộ Dung Thần Hồng âm thầm kêu khổ không ngừng, hắn làm sao biết Sở Trần tựa hồ đột nhiên bóp chặt tử huyệt của Trạm Đông Sơn. Lão đầu này này điên rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm sâu kín của Sở Trần, nói không chừng, Đông Sơn đảo chủ đang khảo nghiệm ngươi. Nghe vậy, đồng tử Mộ Dung Thần Hồng co rụt lại. Đây, Trạm Đông Sơn thấy thế, càng thêm kiên định lòng tặc của Mộ Dung Thần Hồng, lúc này là một tiếng giống giận, táng cường thế công. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Trần Trần, chiêu này của ngươi là nghĩ như thế nào? Nam Cung Quân nhìn Sở Trần, khóe miệng sỏ, Trần nhẹ nhàng giật giật. Mấy ngày nay ta ở Chiến Long Đảo, thu thập một vài tư liệu về Trạm Đông Sơn, cũng biết ông ta có một con gái bảo bối, chỉ là, không nghĩ tới, khụ khụ. Sở Trần nhìn phía trước chiến đấu, cảm thán một tiếng, đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Trần, ngươi quá mạo hiểm. Lý Hoa Thước trầm giọng nói, lấy tiềm lực của ngươi, không nên lấy thân mạo hiểm. Tuy rằng không muốn nhìn thấy Sở Trần xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng, khi Sở Trần thật sự xuất hiện, trong đáy lòng mạch chủ Cửu Huyền vẫn là rất vui mừng. Trong miệng trách cứ đương nhiên không tránh khỏi. Ta đã gặp ông ngoại, ông nói với ta, chìa khóa để mở đại điện này là ốc biển nhỏ. Sở Trần mở miệng, ông ngoại, Ninh Lão Tiên nghi hoặc nhìn Sở Trần. Bọn họ cũng không biết quan hệ giữa Sở Trần và Thiên Bối Lão Nhân. Thiên Bối Lão Nhân, chính là ông ngoại của ta. Sở Trần nhanh chóng mỏ, miệng, thừa dịp Đông Sơn đảo chủ cùng Mộ Dung Thần Hồng chiến đấu, Sở Trần nói cho chín vị su, phụ lợi hại của sự tình. Thần sắc chín người cũng nhao nhao ngưng trọng, mở đại điện, cũng có nghĩa là, hoàn toàn phóng thích thiên ngoại thiên. Thiên Tiêu Tôn Giả nhìn Sở Trần, lắc đầu, Sở Trần, ngươi có biết hay không, làm như vậy. Tùy thời có thể khiến ngươi trở thành tội nhân nghìn đời. Cho dù là tội nhân nghìn đời, cũng phải cứu các sư phụ. Sở Trần thần sắc nghiêm túc, ốc biển nhỏ đâu? Nam Cung Quân hỏi, Sở Trần lấy ốc biển nhỏ ra. Nam Cung Quân lập tức tiếp nhận, dù sao ốc biển nhỏ đầu tiên là ta bỏ vào, cánh cửa này, để ta mở ra đi. Nam Cung Quân mỉm cười mở miệng, ý của cô rất rõ ràng. Nếu như nói người mở đại điện sẽ trở thành tội nhân nghìn đời, như vậy, tội nhân này do cô làm. Trần Trần, trong đại điện nếu thật sự có cơ duyên, người nhất định phải nắm chắc. Lý Hoa Thước thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, các sư phụ sẽ ở phía sau canh giữ, ngán cản võ giả ba tông. Sở Trần nhìn thoáng qua phương hướng võ giả ba tông, híp mắt nở nụ cười, phải canh giữ, cũng là võ giả ba tông thủ ở bên ngoài. Chín vị sư phụ thần sắc giật mình, nhìn Sở Trần. Sở Trần cười đùa, những lời ta vừa nói là đang làm thao túng võ giả ba tông. Nhưng mà, đó chỉ là một nguyên nhân trong đó. Sở Trần còn có hậu thủ. Chín vị sư phụ lại kinh ngạc. Lúc này, không ít ánh mắt đều nhìn về phía này, đặc biệt VKVKT là, ốc biển nhỏ trong tay Nam Cung Quân. Ánh mắt nóng rực, Sở Trần quả nhiên mang ốc biển nhỏ vào. Nếu đã như vậy, chúng ta tha Cửu Huyền Môn một đường đi. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức có thể tiến vào đại điện, không biết cơ duyên bên trong đại điện đến tột cùng là cái gì. Dưới sự công kích cường thế của Trạm Đông Sơn, Mộ Dung Thần Hồng sắp thở dốc không nổi, hắn vốn đã bị thương, lúc này càng thêm bị thương. Ngươi, không nên khinh người quá đáng. Mộ Dung Thần Hồng bất chấp đây rốt cuộc có phải là khảo nghiệm của Đông Sơn đảo chủ hay không, phẫn nộ gầm nhẹ, chúng ta làm như vậy, chỉ có thể tiện nghi cho Cửu Huyền Môn. Trạm Đông Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thần Hồng, ngươi cho rằng lão phu sẽ không biết tiểu tử kia châm ngòi ly gián. Chỉ là... Người ngấp nghé con gái của lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Dứt lời, trọng thước của Trạm Đông Sơn lại mạnh mẽ áp lực lên. Lão đầu này điên rồi. Mộ Dung Thần Hồng nội tâm phẫn nộ gầm thét, liều chết ngán cản công kích của Trạm Đông Sơn, chợt giống một tiếng, Mộ Dung Luật. Mộ Dung Luật không do dự nữa,
hắn đã sớm nhìn ra hoàn cảnh bất lợi của Mộ Dung Thần Hồng, lúc này lướt qua sông lên, chịu một phần áp lực của Mộ Dung Thần Hồng. Trạm Đông Sơn, ngươi biết rõ đây là tiểu xảo của Sở Trần, ngươi còn muốn trúng kế, ngươi là cố ý muốn mượn chuyện này diệt trừ Bồn Tông Chủ. Mộ Dung Thần Hồng tức giận, hắn không nghĩ tới, phương thức đối phó ba tông của Cửu Huyền Môn, trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, lúc này Mộ Dung Thần Hồng có thể cảm giác được phẫn nộ của mạch chủ Cửu Huyền lúc trước. Đó chỉ là một trong những lý do. Trạm Đông Sơn hít mắt, nếu như không làm Sở Trần mất cảnh giác, Sở Trần sao lại không hề đề phòng như vậy liền lấy ra ốc biển nhỏ. Đôi mắt Trạm Đông Sơn hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén, Mộ Dung Thần Hồng, lão phu cho ngươi một cơ hội, nếu phái Bắc Đầu nguyện ý làm tiên phong, cùng Cửu Huyền Môn tử đấu, đoạt được cơ hội lay ốc biển nhỏ, lão phu liền tha cho ngươi lần này. Thân hình Mộ Dung Thần Hồng đột nhiên chấn động, một lúc lâu sau, phẫn nộ giống to, lão tử không tin lời quỷ quái của ngươi. Hôm nay, liều mạng với ngươi. Mộ Dung Thần Hồng hạ lệnh võ giả phái Bắc đấu, lập tức công kích võ giả Chiến Long Đảo. Đồng thời, Mộ Dung Thần Hồng hét lớn, Sở Trần, quân tiên tử, phái Bắc đấu nguyên ý hợp tác với các người. Tầm mắt Sở Trần híp lại, anh ngược lại thật không ngờ, hướng gió của Mộ Dung Thần Hồng lại có thể chuyển nhanh như vậy. Ha, đó là tác phong trước sau như một của hắn. Nam Cung Quân khinh thường, nhất định là Trạm Đông Sơn mang đến nguy hiểm cho hắn, hắn mới quyết đoán lựa chọn liên thủ với chúng ta. Như vậy cũng tốt, thời gian Liễu tỷ tỷ càng đủ. Sở Trần mỉm cười, Nam Cung Quân nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Trần. Quân muội, muội còn không cảm giác được sao? Thiên Tiêu Tôn giả nở nụ cười. Con người Nam Cung Quân ngưng động lại, ngước mắt nhìn xung quanh. Trận pháp, một tòa trận pháp khí tức đang dần dần thâm nhập lại đây. Không bao lâu, trong võ giả ba tông, cũng có người tinh thông trận pháp nhận ra. Tất cả đều dừng tay. Huyền Linh Đại Sư hoàn toàn không giả vờ, sải bước đi ra, giận dữ mở miệng, Mộ Dung Thần Hồng, ngươi tĩnh lại, dựa vào những gì ngươi làm lúc trước, Cửu Huyền Môn còn có thể hợp tác với ngươi. Còn có ngươi, Trạm Đông Sơn, đừng tưởng rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi, ốc biển nhỏ trong tay quân ma nữ, ngươi chưa chắc có thể cướp được. Sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng biến đổi. Trạm Đông Sơn lại trực tiếp cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nam Cung Quân, quát lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Vừa dứt lời, trọng xích trong tay Trạm Đông Sơn chỉ về phía Nam Cung Quân, thân ảnh bay vụt đi. Khí thế của ông ta, dĩ nhiên trong thời gian ngắn, kịch liệt táng lên. Sắc mặt không ít người ở đây đột nhiên đại biến. Trạm Đông Sơn, vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Thiên Tiêu Tôn giả cùng mấy người nhảy về phía trước. Bảo vệ Nam Cung Quân cùng Sở Trần bên cạnh cô ỏ, phía sau. Bọn họ đều nhận ra khí tức Trạm Đông Sơn đang chờ nên mạnh mẽ. Hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Khí tức cảnh như có phân chia cảnh giới chi tiết hơn, Trạm Đông Sơn chỉ sợ đến khí tức cảnh cấp độ đỉnh phong. Khó trách hắn có tự tin như vậy. Khuôn mặt Mộ Dung Thần Hồng tái nhợt, cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo. Thì ra Trạm Đông Sơn vừa rồi vẫn luôn che giấu thực lực a. Nếu như hắn toàn lực ứng phó mà nói, vừa rồi chỉ sợ, sư huynh, đây không phải cũng là chuyên tốt sao? Mộ Dung Luật nói rõ, trong lòng Đông Sơn đảo chủ, vẫn dắt tán thành huynh, không muốn đẩy huynh vào chỗ chết. Lại còn có thể giải thích như vậy, Mộ Dung Thần Hồng sửng sốt một chút, càng nghĩ càng có lý, dần dần thần sắc hưng phấn kích động, nhìn bóng lưng Trạm Đông Sơn, cảm thán một tiếng, sư đệ, ngươi xem thực lực của cha vợ ta, xưng là đệ nhất đương thời. Cũng không chút quá đáng. Mộ Dung Luật nhìn thoáng qua Mộ Dung Thần Hồng, uy lực của trọng xích cực kỳ cường đại, mang theo thanh thế ngập trời. Tựa như sóng lớn trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt, đánh tới. Thiên Tiêu Tôn giả đương nhiên không có khả năng chờ thân ảnh Trạm Đông Sơn tới gần, quyết định nhanh chóng, ném bùa ra, vô số bùa nổ tung. Bịch, Trạm Đông Sơn một thước càn quét, giao ốc biển nhỏ ra. Giọng điệu của Trạm Đông Sơn cực kỳ uy nghiêm. Sau khi thi triển ra thực lực của mình mà không hề giữ lại, Trạm Đông Sơn cảm giác mình đương thời vô địch. Khóe mắt dư quang mang theo vài phần trêu chọc liếc mắt nhìn Sở Trần một cái. Ngươi cho rằng dựa vào thủ đoạn, liền có thể đùa bỡn lão phu. Trước lực lượng tuyệt đối cường đại, bất kỳ thủ đoạn nhỏ nào cũng là vô ích. Oanh oanh oanh, thanh thế mênh mông. Một cơn gió thổi lên, đi kèm với hương thơm của hoa. Trong nháy mắt này, không ít người theo bản năng giật mình. Cấm địa thiên ngoại thiên, tuy rằng vị trí rừng rậm, nhưng cánh rừng rậm này khắp nơi đều là nguy hiểm, tư thái hoa nỏ, đều tràn ngập nguy hiểm, càng đừng nói đến mùi hương. Lúc này, hương hoa ập đến, lộ ra quỷ dị.
Các sư phụ, lùi lại. Thanh âm Sở Trần vô cùng quyết đoán vang lên. Đám người Thiên Tiêu tôn giả đối với tín nhiệm Sở Trần đương nhiên là không hề giữ lại. Nhanh chóng rút lui, Trạm Đông Sơn cường thế đè lên, trọng xích giơ lên cao, oanh kích mấy người Thiên Tiêu tôn giả, ầm ầm. Hư không chấn động, đồng tử Trạm Đông Sơn đột nhiên mở to, trước mắt hắn, lại xuất hiện trận pháp bình chướng. Trong nháy mắt này, võ giả ba tông đều đồng thời nhận ra. Trận pháp, bọn họ thân ở giữa một tòa đại trận. Xảy ra chuyện gì, trận pháp từ đâu tới? Vì sao chúng ta không có chút phát hiện nào, đã bị nhốt trong trận pháp? Võ giả tam ba trực tiếp choáng váng. Bịch, 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 Trạm Đông Sơn liên tục vung tay chúng trọng xích, vẫn như cũ không có cách nào phá trận. Mắt thấy mấy người mạch chủ cửu huyền gần trước mắt, lại không thể làm gì được. Cảnh tượng này chẳng những Chiến Đông Sơn không thể chấp nhận được, mà cả cửu huyền mạch chủ, bao gồm cả Chu Thần, cũng hoàn toàn sững sờ. Anh khiêng Giang Khúc Phong đi tới nơi này, phát hiện các sư phụ đang gặp phải ba võ giả tông vây công. Sở Trần không có lựa chọn lỗ mãng lao ra ngoài, mà là ẩn thân chỗ tối, tùy thời mà động, trong đó một nguyên nhân quan trọng, chính là Liễu Như Nhạn nói cho Sở Trần, cô có cách, bố trí một tòa đại trận, vây võ giả ba tông. Liễu tỷ tỷ thật sự làm được, hơn nữa, còn là dưới điều kiện tiên quyết Trạm Đông Sơn thi triển ra thực lực cường đại như vậy, trận pháp này vẫn ngăn cản được bước chân của Trạm Đông Sơn. Sở Trần theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trận pháp này của Liễu tỷ tỷ có thể nói là át chủ bài siêu cấp. Đừng sửng sốt, mau mở đại điện, thanh âm Liễu Như Nhạn thanh thúy vang lên. Sở Trần đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần. Không sai, mở ra đại điện, trước khi các võ giả ba tông phá vỡ trận pháp, dẫn đầu tiến vào đại điện, đây mới là kế hoạch của Sở Trần. Nhưng mà, khi thân ảnh Sở Trần vừa động trong nháy mắt, lại đột nhiên dừng lại. Trong mắt Sở Trần gắt gao mỏ to, nhìn chằm chằm phương hướng Liễu Như Nhạn, Liễu Như Nhạn, rõ ràng cũng ở trong trận pháp. Trong nháy mắt này, trong đầu Sở Trần tựa như một đạo kinh lôi bổ qua, thân thể cũng giống như gặp phải điện giật, không nhúc nhích. Trận pháp này của Liễu tỷ tỷ cần cô tự điều khiển bên trong. Chỉ cần cô còn ở đây, trận pháp liền phá không được. Nhưng ngược lại, muốn phá trận, thân thể Sở Trần mãnh liệt run rẩy. Cổ họng phảng phất có tảng đá nặng ngàn cân bị chặn lại. Xa xa, vẻ mặt Liễu Như Nhạn ôn nhu, quyến rũ mê người, thản nhiên cười, tay ngọc vẫy một cái, đệ đệ gặp lại. Chợt nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất trong đêm tối. Tòa trận pháp này phạm vi bố trí rất lớn, cô cũng nhất định phải nhanh chóng rời đi, kiềm chế võ giả ba tầng. Lúc này, đám người Trạm Đông Sơn cũng phản ứng lại. Là người phụ nữ áo đỏ kia bố trí trận pháp. Bắt được cô ta, trận pháp liền phá. Nhanh, Liễu tỷ tỷ, Sở Trần không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, hét lớn một tiếng, nhìn phương hướng thân ảnh Liễu Như Nhạn biến mất, theo bản năng muốn xông lên, thế nhưng, bị trận pháp ngăn cản lại. Liễu tỷ tỷ, Sở Trần gần như điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ lên. Anh rất rõ, người bên trong muốn phá trận đi ra, nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết Liễu tỷ tỷ, với tốc độ nhanh nhất. Tòa đại trận này... Người bên trong không có cách nào đi ra ngoài, người bên ngoài, cũng không có cách nào tiến vào. Mấy người mạch chủ cửu huyền thần sắc cũng đều trầm mặc. Bọn họ tuy rằng hư gặp mặt Liễu Như Nhạn, nhưng Liễu Như Nhạn ở thời khắc mấu chốt này đưa ra lựa chọn, khiến bọn họ chấn động. Trần Trần, nhanh, Nam Cung Quân quyết đoán dùng biện pháp, vọt tới cửa lớn đại điện. Cô gái kia đang tranh thủ thời gian cho ngươi. Thiên Tiêu tôn giả cũng mạnh mẽ kéo cánh tay Sở Trần, mau tiến vào đại điện. Nhóm mạch chủ cửu huyền nhanh chóng tới gần cửa lớn đại điện. Lúc này, dưới một gốc đại thụ, một thân quấn đầy báng gạc, độc tố trên người biến mất không ít, gian nan đứng lên, cũng đi tới đại điện. Nam Cung Quân tay cầm ốc biển nhỏ, còn người kiên quyết, đi tới trước cửa lớn, đặt ốc biển nhỏ ở trên cửa lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa này, cánh cửa đã bị phong ấn trong vô số nãm cuối cùng cũng sắp được mở ra. Nam Cung Quân đứng ở cửa. Hào quang chói mắt từ cửa lớn phóng thích ra. Ầm ầm, cánh cửa từ từ mở ra. Trần Trần, chúng ta ai cũng không biết sau cửa lớn là cái gì, càng không tưởng tượng được sau khi mở cánh cửa này ra, sẽ mang đến hậu quả gì. Nhưng có một điểm khẳng định, Nam Cung Quân nhìn Sở Trần, trên người ngươi, gánh vác, hy vọng của mọi người. Cửa lớn nặng nề, tốc độ mở ra rất chậm, nhưng ánh sáng, càng lúc càng phóng đại. Phảng phất có một đôi bàn tay to vô hình cổ xưa. Đang chậm rãi đẩy cánh cửa này ra, không ai biết, điều này đại diện cho cuộc sống mới của họ, hoặc, hủy diệt.
Bên tai truyền đến từng tiếng sấm chấn động, mặt đất đang rung chuyển. Trần Trần, vào trong. Giờ này khắc này, ánh mắt Sở Trần cơ hồ cũng không cách nào mở ra, theo cửa lớn bị đẩy ra, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Mặt đất dưới chân đang chấn động, thân thể cơ hồ không có cách nào khống chế mà rung, mặc dù nghe thấy lời nói của Nam Cung Quân, nhưng trong lúc nhất thời, Sở Trần có loại cảm giác bước rất khó. Hít một hơi thật sâu, Sở Trần cố gắng làm cho tâm tình của mình bình phục lại. Anh thử dùng sức mở mắt, nhìn một cái tình hình bên trong đại điện, thế nhưng, ngoại trừ ánh sáng vô tận ra, anh cái gì cũng không nhìn thấy. Anh không còn lối thoát, bước vào cửa lớn, Sở Trần bước đi, một bước bước vào đại điện, thân ảnh biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Cả rừng rậm cấm địa thiên ngoại thiên phảng phất đều trong nháy mắt chấn động. Trong trận pháp, võ giả ba tông đột nhiên quay đầu lại, nhìn Sở Trần đã tiến vào đại điện, ánh mắt tràn ngập bi phẫn không cam lòng, gào thét xông tới, Sở Trần, đứng lại. Bọn họ không cam lòng, liều chết muốn tìm được đại cơ duyên, lại tiện nghi cho Sở Trần. Trạm Đông Sơn nổi giận, râu tóc đều dựng, yêu nữ, chịu chết đi. Đi chết đi, vô số công kích phô thiên cái địa, trùng kích một hướng. Một bộ váy dài màu đỏ, dung nhan diềm tính, tuyệt mỹ nhu tình, môi đỏ khẽ mím, giơ tay lên, cánh hoa đầy trời bay ra, rực rỡ vô cùng, dựa theo hương hoa vô tận, ngàn cản cường giả ba tông vây công. Oanh oanh oanh, cánh hoa thành bột, rơi xuống đất. Bỗng nhiên, tường vây đại điện sừng sững như quái vật khổng lồ, ầm ầm sụp đổ. Ánh sáng chiếu rọi, khói dày đặc cuồn cuộn vào đại điện. Thanh âm Thiên Tiêu Tôn giả quyết đoán, trầm giọng mở miệng. Bọn họ đã không nhận ra khí tức của Sở Trần. Không ai biết bên trong đại điện rốt cuộc là cái gì. Sở Trần đã tiến vào đại điện, nếu có cơ duyên, Sở Trần có thể thu hoạch trước. Mạch chủ Cửu Huyền lần lượt tiến vào đại điện, thân ảnh biến mất trong cánh cổng ánh sáng. Người cuối cùng tiến vào đại điện chính là Ninh Lão Tiên. Khi Ninh Lão Tiên một bước muốn tiến vào đại điện, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có thanh âm bước chân rất nhỏ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là võ giả ba tông phá trận mà ra? Ninh Lão Tiên đột nhiên quay đầu lại, ngây dại một chút, chợt thất thanh hô to, quỷ a. Theo bản năng lui về phía sau một bước, tiến vào cánh cổng ánh sáng. Trước đại điện, một đạo sắc ướp toàn thân quấn báng trắng, hai tròng mắt có chút trắng bệch. Toàn bộ mặt cũng chỉ lộ ra đôi mắt này, khập khiễng, đi về phía cánh cổng ánh sáng. Giang Khúc Phong hiểu được, bên trong cánh cổng ánh sáng, có lẽ ẩn giấu cơ duyên thật lớn. Dù sao cũng đã xui xẻo như vậy, nói không chừng cái này không uổng công đến. Giang Khúc Phong cắn băng trên miệng, đập đầu vào cửa. Ầm ầm, tường vây triệt để sụp đổ, ngàn trận pháp của Liễu Như Nhạn, giờ khắc này, trận pháp của Liễu Như Nhạn, cũng rời rạc nghiền nát. Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Thật lâu sau, Trạm Đông Sơn là người đầu tiên chật vật lao ra khỏi đống đố nát, ngước mắt đảo qua, phát hiện cánh cổng ánh sáng của đại điện. Đồng thời, Trạm Đông Sơn cũng ngẩng đầu lên, đã có thể thấy được ánh mặt trời. Cơ quan trận pháp của rừng rậm cấm địa đã biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó có nghĩa là bọn họ được tự do rồi. Hắn hiện tại tùy thời có thể rời khỏi cấm địa thiên ngoại thiên, trở về Chiến Long Đảo. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt Trạm Đông Sơn hoàn toàn rơi vào cánh cổng ánh sáng. Thế giới bên trong cánh cổng ánh sáng là không rõ. Bí mật của cảnh giới phản cổ, nhất định nằm trong cánh cổng ánh sáng. Trạm Đông Sơn không do dự, trực tiếp xông vào cánh cổng ánh sáng. Rất nhanh, lục tục, có võ giả từ đống đổ nát lao ra, tiến vào trong cánh cổng ánh sáng. Không ai muốn từ bỏ cơ hội này để theo đuổi cơ duyên lớn. Hải vực, quanh năm sương mù bao trùm, một hòn đảo khổng lồ. Hòn đảo được gọi là Thiên Ngoại Thiên. Giờ này khắc này, sương mù xung quanh bốn khu Thiên Ngoại Thiên đang biến mất, nước biển khuấy động không dứt lại đang dần dần bình ổn lại. Bao nhiêu năm rồi, rốt cục để yên Thiên Ngoại Thiên sao? Một thân ảnh già nua đứng trên đỉnh vách núi Thiên Ngoại Thiên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đi tới, cơ quan trận pháp vốn bao phủ Thiên Ngoại Thiên, như chàng trong nước, hoa trong gương, tiêu tán rút đi từng đạo thân ảnh hỏa tốc hội tụ. Cường giả khí tức cảnh phô thiên cái địa, trận pháp biến mất, cửa cấm địa đại điện, rốt cục bị đẩy ra. Tự do rồi, Thiên Ngoại Thiên, có thể đi ra ngoài rồi. Từ nay về sau, giới võ giả thiên hạ lấy Thiên Ngoại Thiên làm tôn. Vách núi đỉnh phong, một đạo thân ảnh già nua dẫn đầu hóa thành lưu quang, xông về phía cấm địa. Đi thôi, tất cả mọi thứ thuộc về Thiên Ngoại Thiên, hôm nay đều sẽ lấy lại. Bắt đầu từ vùng biển khí tức cảnh. Tất cả tàn sát hết, dưới khí tức cảnh, nếu không quy thuận,
giết tắt bất luận tội. Sát khí ngút trời, đảo vỏ sò, một con thuyền lớn khởi hành. Trên thuyền lớn, đám người Bối Uyển Thanh, Giang Ánh Đào. Thuyền trưởng có trách nhiệm đưa họ đi, quay về đợi chúng ta. Sở, Hạo Trúc phất tay vói Bối Uyển Thanh. Con người Bối Uyển Thanh hiện lên lệ quang trong suốt. Trận chiến này, hung hiểm vạn phần. Cũng chính là như thế, Bối Uyển Thanh rất phối hợp với tất cả sắp xếp. Bọn họ không có thực lực ở trong trận đại họa sắp tới này tự bảo vệ mình, chỉ có thể lựa chọn không trở thành gánh nặng. Nhìn thuyền lớn biến mất ở xa xa, Thiên Bối lão nhân cười ha ha, hào tình vạn trượng, liền cùng đám ác ma kia, đánh một trận đi. Xuất phát, trên đảo vỏ sò, tất cả khí tức cảnh, tất cả đều hướng một phương hướng, nhanh chóng tiếp cận, thần sắc mọi người nghiêm trọng đến cực điểm. Bọn họ biết rõ một điểm, khi cánh cửa đại điện mở ra, đại họa, sắp tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhất định phải bảo vệ cửa lớn, không cho ác ma thiên ngoại thiên tiến vào. Hào quang chói mắt dần dần yếu bớt, biến mất không thấy. Sở Trần chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu đảo qua xung quanh, đây là nơi nào? Trong nháy mắt khi bắt đầu bước vào cánh cổng ánh sáng, Sở Trần cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào trong một tòa trận pháp. Phóng mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng, trắng xóa một mảnh. Anh ở trong trận pháp, Sở Trần lập tức khoanh chân ngồi xuống. Gió lạnh xung quanh thổi tới, mang đến từng trận mát mẻ. Cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sở Trần có loại kích động muốn rong chơi ở đây, không đi ra ngoài nữa. Quá thoải mái, thậm chí, Sở Trần cảm giác, nơi này, chính là động tiên. Anh có thể sáng tạo ra động tiên, rất rõ ràng động tiên là bộ dạng gì. Nơi thoải mái như vậy, còn cỏ linh khí tu luyện cấp bậc động tia, ai nguyện ý rời đi. Sở Trần khoanh chân ngồi yên, tu luyện, bỗng nhiên. Sở Trần đột nhiên mở mắt ra. Không đúng, trong đây là trận pháp. Sở Trần lấy ra kim bạc, nhanh chóng đám xuống mấy huyệt vị trên thân thể mình, nhất thời thanh tỉnh không ít. Cái gọi là, động tiên, là một loại ảo giác. Bên trong cánh cổng ánh sáng là ảo trận. Sở Trần hít sâu một hơi. Nếu như mình mặc cho mình trầm mê như vậy mà nói, chỉ sợ cả đời cũng không muốn rời khỏi cái chỗ này. Như vậy, trên thực tế, sẽ ở trong ảo trận, càng lún càng sâu. Như lún vào vũng bùn, không thể nhìn thấy đáy. Sở Trần đứng lên, mặc kệ đây là nơi nào, anh nhất định phải ra ngoài. Đi về phía trước vài bước, đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại, anh nhìn thấy, một bộ thân ảnh váy đỏ thánh thiện kia. Trong ảo trận, giữa trời đất trắng xóa, một bộ váy đỏ tuyệt mỹ đặc biệt nổi bật, phiêu diêu trên khí trắng mờ mịt, chỉ có một bóng lưng, tóc dài tản ra, bồng bềnh khắp bầu trời. Liễu tỷ tỷ, Sở Trần kích động. Hồ to sông lên, lúc bước vào trong một cánh cửa sáng kia, nội tâm Sở Trần lo lắng nhất, chính là Liễu Như Nhạn trong trận pháp. Anh thật không ngờ trận pháp Liễu Như Nhạn vây ba tông, là phải trả giá cho mình. Sở Trần thậm chí không dám tưởng tượng, sau khi cửa đại điện mở ra, võ giả ba tông bị nhốt trong trận pháp sẽ điên cuồng đuổi giết Liễu Như Nhạn như thế nào. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Liễu tỷ tỷ, đó không thể nghi ngờ là khát vọng nhất sâu trong nội tâm Sở Trần. Sở Trần chạy như điên về phía Liễu Như Nhạn, nhưng mà, rất nhanh, đôi mắt Sở Trần toát ra tuyệt vọng, anh phát hiện, bất luận mình chạy như thế nào, đều không chạy tới trước mặt Liễu Như Nhạn. Dưới sự ngăn cách của ảo trận, anh và Liễu tỷ tỷ trước, vĩnh viễn đều có khoảng cách mấy mét. Trận pháp chết tiệt này, trên thực tế, trong nháy mắt Sở Trần nhìn thấy Liễu Như Nhạn, ngoại trừ kích động ra, trong lòng anh còn có một cảm giác, đó có lẽ chỉ là ảo giác. Ở trong ảo trận, Sở Trần để cho mình thời khắc đều duy trì thanh tỉnh. Cho nên anh muốn đi qua nhìn một cái, nhưng hiện tại, bất luận anh đi như thế nào, cũng không cách nào tới gần Liễu Như Nhạn. Điều này càng ngày Sở Trần không khỏi càng thêm lo lắng. Anh nhịn không được thử nghĩ một chút, nếu một màn này là thật, có lẽ, Liễu tỷ tỷ cũng đang tìm kiếm thân ảnh của anh như vậy. Sở Trần cố gắng làm tâm tình của mình bình phục lại, dùng sức mạnh tinh thần đi cảm giác trận pháp, khí tức lan tràn ra. Hình ảnh phía trước đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Một đạo thân hình khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm trọng xích, ném về phía Liễu Như Nhạn, yêu nữ, là ngươi hại chúng ta mất đi cơ duyên, chết đi cho ta. Trạm Đông Sơn cường thế công kích Liễu Như Nhạn, chỉ chốc lát sau, Liễu Như Nhạn đã bị thương khắp người. Lão thất phu, thả Liễu tỷ tỷ ta ra. Sở Trần phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên vọt tới, gào thét, muốn xé nát Trạm Đông Sơn. Nhưng mặc kệ anh liều mạng như thế nào, chính là không cách nào tới gần nửa bước. Sở Trần thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Liễu Như Nhạn, tiếng cười nhe ràng của Trạm Đông Sơn.
Liễu tỷ tỷ, Sở Trần cảm giác đau đầu muốn nứt ra, trong nháy mắt này, trời đất quay cuồng. Ầm, Sở Trần ngã trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu mình. Khí trắng mờ mịt xung quanh đang điên cuồng đánh về phía anh, đẩy thân thể Sở Trần, muốn đẩy anh ra ngoài, mắt thấy, Sở Trần sắp bị đẩy ra khỏi cánh cổng ánh sáng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim bạc Sở Trần cắm trên người mình bỗng nhiên có tác dụng, chọc đau thần kinh Sở Trần. Trong đầu Sở Trần theo bản năng vận chuyển đạo môn nhiếp sinh công. Khí trắng dựa vào trên người anh giống như gặp phải kẻ địch nhanh chóng lui ra sau, Sở Trần khoanh chân ngồi dậy. Đều là ảo tưởng, đều là giả, tâm tình Sở Trần trước nay chưa từng có bình tĩnh, giống như một tấm gương. Đạo môn nhiếp sinh công bảo vệ dòng suy nghĩ của anh. Trước mắt, Liễu Như Nhạn biến mất, Trạm Đông Sơn cũng biến mất không thấy, Sở Trần đứng lên, trước mặt anh xuất hiện một con đường. Chẳng lẽ, cơ duyên bên trong đại điện, phải trải qua từng tầng khảo nghiệm, mới có thể đạt được. Trong đầu Sở Trần theo bản năng toát ra một suy nghĩ như vậy. Cửa ải vừa rồi, Sở Trần suy nghĩ một chút, quy nạp nó thành, luyện tâm. Chỉ có nội tâm đủ cường đại, liền có thể đi ra cửa ải này. Sở Trần hít sâu, sải bước dài, dọc theo con đường trước mặt một đường hướng bên trong, cuối con đường, lại là một cánh cửa sáng. Sở Trần đẩy cánh cửa ánh sáng đi vào, hình ảnh trước mắt lần nữa thay đổi. Đây là một ngôi đại điện, bốn phương tám hướng, trên vách tường, khắc hoa văn cổ xưa thần bí. Mỗi một hoa văn, phảng phất đều đại diện cho một loại chiêu thức võ công. Phân bố dày đặc, Sở Trần chỉ đơn giản ngẩng đầu đảo qua, liền cảm nhận được hoa ván trên vách tường đại diện cho tuyệt học công phu cao thâm khó lường. Đây thậm chí còn tốt hơn bất kỳ loại võ thuật nào anh đã học được. Những thứ này, chẳng lẽ chính là công phu thời đại võ giả cổ? Ánh mắt Sở Trần bị hoa ván trên vách tường hấp dẫn, anh có loại cảm giác, mặc dù trong đại điện không có cơ duyên khác, chỉ dựa vào hoa ván trên vách tường, anh ở chỗ này tu luyện 3-5 năm mà nói, đi ra bên ngoài, chính là tồn tại vô địch. Rất lâu, Sở Trần cố gắng chặt đứt liên hệ giữa ánh mắt mình và vách tường. Tòa đại điện này, nơi dễ thấy nhất, là trung tâm đại điện. Giữa đại điện có một cái ao vuông vắn, tử khí không ngừng phun ra bốn phương tám hướng, tươi sáng rực rỡ, giống như tiên vụ. Ao cao 5 mét, dài hơn 10 mét, chiều rộng cũng gần 5 mét. Thoạt nhìn, đó là một đậu phụ thủy tinh khổng lồ. Đây là cái gì? Sở Trần theo bản năng đến gần, nhưng rất nhanh, cảm nhận được một loại cảm giác lạnh như báng. Lạnh lẽo thấu xương, Sở Trần dừng lại, bởi vì ảo giác nguy cơ, Sở Trần đối với tòa đại điện này tất cả đều duy trì cảnh giác. Đại điện lớn như vậy, vô số tuyệt học thời đại võ giả cổ lưu lại, vây quanh một khối, đậu phụ thủy tinh, đây là thứ Sở Trần chưa từng thấy qua. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng trầm đục, Sở Trần ghé mắt nhìn lại, vô cùng bất ngờ, Phong ca. Người thứ hai tới nơi này, lại là Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong bộ dạng không thể luyến tiếc. Cả người quấn băng gạc, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn dường như, nằm bẹp. Sở Trần giật mình, đi qua, khuôn mặt nổi lên nụ cười. Có lẽ chính là loại tâm lý này của Giang Khúc Phong, khiến hắn dễ dàng thông qua một cửa khảo hạch, luyện tâm, của đại điện. Phong ca, Sở Trần lại hô một tiếng, đi tới trước người Giang Khúc Phong. Ánh mắt Giang Khúc Phong đột nhiên phát sáng, vội vàng đứng lên, đây, ta cũng không biết đây là đâu. Sở Trần giây lát hiểu được ý của Giang Khúc Phong, nhưng, có thể khẳng định chính là, tòa đại điện này, quả thật có cơ duyên cực lớn. Phong ca ngươi xem, vách tường xung quanh, bất kỳ một loại tuyệt học công phu nào, đều là chúng ta chưa từng nghe thấy, ta hoài nghi đây chính là tuyệt học thời đại võ giả cổ. Giới võ giả xuất hiện qua gián đoạn, Sở Trần trong lúc bất chợt rất muốn biết, các võ giả thời đại võ giả cổ, bọn họ đến tột cùng tu luyện thân thể tới trình độ nào. Nhưng nhìn, đậu phụ thủy tinh, trước mắt này, Sở Trần cảm giác, đây là võ giả hiện tại bất luận như thế nào cũng không làm được. Giang Khúc Phong trầm mặc, vốn hắn muốn nói, ở đây không vui lắm, ta muốn quay về. Nhưng Giang Khúc Phong vẫn ngẩng đầu, nhìn về phía vách tường, một lúc lâu sau, tinh thần chấn động, kích động vô cùng. Cảm giác của ta quả nhiên không sai, cấm địa thiên ngoại thiên, liền có đại cơ duyên, thiên tướng giao trọng trách lớn cho người. Ta một chút vết thương nhỏ như vậy, không tính là cái gì. Giang Khúc Phong lập tức tinh thần phấn chấn, hết sức chăm chú nhìn tuyệt học công phu trên vách tường. Lực chú ý của Sở Trần vẫn tập trung vào đậu phụ thủy tinh. Anh có dự cảm, cơ duyên thật sự, ở khối, đậu phụ thủy tinh, này. Trầm ngâm một lát, Sở Trần vẫn quyết định, đến đều đến rồi, nhất định phải tiến vào bên trong đậu hũ thủy tinh,
cảm thụ một chút bên trong là cái gì. Sở Trần cũng không vội, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Anh muốn điều chỉnh thân thể của mình đến trạng thái tốt nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không bao lâu, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện trên tòa đại điện này. Đại sư tôn của Sở Trần, Thiên Tiêu Tôn Giả. Thiên Tiêu Tôn Giả rơi xuống đất trong phút chốc, dương mắt đảo qua bốn phía, đôi mắt cũng toát ra vẻ chấn động. Nơi này, ánh mắt Thiên Tiêu Tôn Giả vô cùng nóng bỏng, quả thực chính là thiên đường của võ giả. Thiên Tiêu Tôn Giả rất nhanh cũng chú ý tới, đậu hũ thủy tinh, đồng tử ngưng động lại. Vèo, 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 lục tục, từng đạo thân ảnh đi tới đại điện, cỏ Lý Hoa Thước, Nam Cung Quân, cũng có đám người Trạm Đông Sơn, Huyền Linh Đại Sư. Hầu như tất cả mọi người đều bị tuyệt học trên vách tường hấp dẫn trước tiên. Đây chính là cơ duyên. Lúc này, không ai còn muốn đi đối phó những người khác, tranh đoạt từng giây từng phút, thu hoạch cơ duyên, mới là quan trọng nhất. Dù sao, tuyệt học công phu trên vách tường đại điện đếm không xuể, có thể trong thời gian ngắn học được một hai loại trong đó, đó đã là cơ duyên lớn lao rồi. Trần Trần, người cảm thấy thế nào? Nam Cung Quân đi tới bên cạnh Sở Trần, Sở Trần đứng lên. Nhìn, đậu hũ thủy tinh, phía trước, ta muốn đi vào bên trong này. Ngày càng có nhiều ánh mắt tập trung vào, đậu hũ thủy tinh. Tuyệt học võ công trên tường rất nhiều, cũng không sợ người khác trộm cắp. Mấy võ giả chiến long đảo đi vào rồi. Thiên Tiêu Tôn Giả nhìn chằm chằm Trạm Đông Sơn, chậm rãi mở miệng nói, Trạm Đông Sơn có thể biết chút gì đó. Trạm Đông Sơn, trước khi võ giả chiến long đảo tiến vào, đậu hũ thủy tinh, có người phát ra tiếng hét lớn, chợt ngàn cản Trạm Đông Sơn. Đông Sơn đảo chủ, nếu tất cả mọi người đã tới nơi này, nếu như ngươi biết đây là cái gì, không ngại cùng mọi người chia sẻ. Nếu không, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào. Mở miệng dĩ nhiên là Huyền Linh Đại Sư, đến lúc này, Huyền Linh Đại Sư cũng không giả vờ. Trạm Đông Sơn nhướng mày, một lúc lâu sau, nở nụ cười, được, vậy Lão Phu liền nói cho các ngươi biết, nếu Lão Phu đoán không sai, cái trước mắt này, chính là bế luyện hồn thời cổ võ giả. Mọi người thần sắc nghi hoặc nhìn Trạm Đông Sơn. Trạm Đông Sơn trầm giọng mở miệng, ta từng cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc với một vài tin tức thời cổ võ giả. Nam Cung Quân nhìn Trạm Đông Sơn, lẩm bẩm một tiếng, khó trách thực lực của lão thất phu này đột nhiên táng lên nhanh như vậy. Việc này liên quan đến tất cả mọi người muốn biết, cảnh giới phản cổ. Trạm Đông Sơn khuôn mặt mỉm cười, đến nơi này, hắn đã không chút hoang mang, tất cả mọi người ở đây. Không ai có thế so với hắn càng thêm hiếu rõ thời đại võ giả cổ. Huống hồ, ngay cả Sở Trần là người đầu tiên tiến vào đại điện, hiện tại còn chưa tới gần, bể luyện hồn. Thời đại võ giả cổ cùng giới võ giả hiện nay của chúng ta, bất đồng lớn nhất chính là, võ giả thời đại võ giả cổ, không chỉ là thuần túy rèn luyện thân thế, bọn họ càng thêm chú trọng, Trạm Đông Sơn chỉ vào đầu óc của mình, là khai thác đại não của mình, tu luyện linh hồn của mình. Trạm Đông Sơn rất hưởng thụ loại cảm giác trước mắt, này tất cả mọi người đều phải nghe một mình hắn giải thích nghi hoặc. Trạm Đông Sơn sau đó mở miệng nói, chúng ta vây khốn khí thức cảnh nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá, chính là không có tu luyện linh hồn của mình. Cho nên, ta biết, cảnh giới phản cổ, chính là thần biến cảnh. Trạm Đông Sơn gần từng chữ nói, khi linh hồn tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ dẫn phát thần biến, đến lúc đó, linh hồn liền thành nguyên thần, võ giả có được nguyên thần. Sẽ có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thần biến cảnh, đông đảo võ giả ở đây ánh mắt tràn ngập khát vọng. Bọn họ đều là võ giả khí tức cảnh, bước tiếp theo, chính là thần biến. Vừa rồi chúng ta trải qua ảo cảnh, tất cả mọi người hẳn là trong lòng có thể cảm nhận được, kỳ thật, có thể đi tới nơi này, cũng có nghĩa là, chúng ta đã thông qua thời kỳ luyện tâm. Khí tức cảnh đến giữa thần biến cảnh, đầu tiên luyện tâm, sau đó luyện hồn, cuối cùng thần biến. Ánh mắt Trạm Đông Sơn nhìn chám chú vào khối, đậu hũ thủy tinh, này, đây chính là bể luyện hồn thời võ giả cổ, đây chính là kho báu vô thượng. Ta suy đoán, cho dù là thời đại võ giả cổ, cũng tuyệt đối là siêu cấp tông phái, mới có thể có được một, bể luyện hồn, như vậy. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là tiến vào bể luyện hồn, tu luyện linh hồn, mau chóng đạt tới cảnh giới thần biến. Trạm Đông Sơn mỉm cười, hắn không lo lắng có người nhanh hơn hắn đạt tới thần biến cảnh. Hiện giờ trong đại điện này, chỉ có một mình hắn ở khí tức cảnh đỉnh phong. Những người còn lại mặc dù thông qua thời kỳ luyện tâm, nhưng khí tức của bọn họ không ổn định, cũng không có cách nào thần biến. Bể luyện hồn rất lớn, hơn nữa, không ai có thể kiên trì thật lâu ở bên trong, cho nên, mọi người tùy thời đều có thể đi vào cảm thụ một chút.
Trạm Đông Sơn mở miệng, luyện hồn, giờ này khắc này, Sở Trần giật mình. Anh theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Tiêu Tôn giả, anh nghĩ đến bùa trấn hồn. Sở Trần bị bùa trấn hồn trấn áp năm nám, tu, chính là linh hồn. Đây là trùng hợp sao? Các sư phụ đã nói qua, tuy rằng anh thiếu 5 năm tu luyện, nhưng đối với anh về sau mà nói, có trợ giúp thật lớn. Con người Thiên Tiêu Tôn giả lướt qua một đạo hưng phấn. Hỏa ra là như thế. Thiên Tiêu Tôn giả nhìn Sở Trần, cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên không biết bí mật thời đại võ giả cổ. Thế nhưng, người đã quên, sư phụ sẽ tính, đây cũng coi như là sư phụ rình mò được chút thiên cơ đi. Trần Trần, không ai có ưu thế lớn hơn ngươi. Nam Cung Quân chính xác nói, linh hồn của ngươi, không ai có thể so sánh. Đúng vậy, lão thất phu Trạm Đông Sơn kia, cho rằng mình rất vững vàng, linh hồn của hắn, chưa chắc có thể chống đỡ được thần biến. Lý Hoa Thước nhìn chằm chằm Sở Trần, người nhất định phải trở thành võ giả giới đương thời, cường giả thần biến cảnh đầu tiên. Ta bỗng nhiên hiểu được ý tứ của thiên bối lão nhân. Con người Nam Cung Quân phiếm chờ mong, khi đại điện đại môn mở ra, thiên ngoại thiên ác ma sẽ đi ra, mang đến một hồi tai họa lớn, mà hy vọng phá kiếp này chính là ngươi. Hiện tại có thể rất rõ ràng nói, ở chỗ ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá đến thần bí cảnh hay không. Nói chậm, lúc đó nhanh, võ giả chiến long đảo đã tiến vào bể luyện hồn, các võ giả còn lại cũng đều dục dịch, hướng tới gần bể luyện hồn. So với tuyệt học công phu trên vách tường, hiển nhiên, thần biến cảnh, đối với bọn họ lực hấp dẫn càng lớn. Đặc biệt là, đương thời, vị thần biến cảnh đầu tiên sinh ra. Sở Trần cùng mấy vị sư phụ cũng vừa muốn đi vào, bên cạnh, một đạo thân ảnh cả người quấn báng gạc, cũng khập khiễng, đi về phía bể luyện hồn, trên đời này, không có một võ giả nào có thể ngăn cản hấp dẫn của bế luyện hồn. Nhưng mà, không đợi bọn họ tiến vào, võ giả chiến long đảo vừa mới tiến vào bể luyện hồn. Đã có một người trong đó, kêu thảm thiết ngã ra khỏi bể luyện hồn, hơn nữa thống khổ ôm lấy đầu mình, cuộn mình trên mặt đất, không ngừng phát run, giống như động kinh bỗng nhiên co rút run rẩy. Điều này khiến mọi người lập tức dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.